Ở đây 10 giờ mấy mới về? Giờ em gọi này em cũng biết 12 giờ mới ngủ rồi. 2 giờ mà giờ lên quá. Lên thành ăn ẩm nha. Em hả? Chị đó đúng rồi, có nhiều người nói em lên ăn ẩm. Ăn ẩm thì khổ đó chị. Ai cũng ăn ẩm là khổ. Mà sao hồi xưa chồng em gặp em hay? Trời ơi, ông cua em chẳng ai luôn, nói có nhiều rồi đó. Em ở Bình Dương à, mà ông ở đây, ở Bình Dương qua đó, từ đây qua em là 45 phút. Ngày nào ông chạy qua. Nhìn nó là rất là khó khua em. Đúng không? Dạ. Mà thường thường mấy người giỏi giỏi thường kiếm mấy ông hiền hiền vậy đó phải không? Dạ đúng rồi chị á. Mấy người giỏi giỏi sợ mấy thằng ma lanh lắm. Thôi chị nhảy gì phòng kinh doanh là trưởng phòng, phó phòng, phó phòng, đứa nào cũng thằng nào cũng cua. Thằng cuối cùng chịu ông này. Ông này đã làm cơ khí. Ồ, mỗi lần gặp ông, người ông thấy ghê đó. Ông nhìn anh hiền mà. Ý là gặp cơ khí mặc quần đùi, người nhớt không? Ngọc nó cũng biết giờ ra mình không ta không tin là công việc của nó nữa. Nó nhắc lại thấy 7 giờ mấy đó. Nó cho chị cái nút like vậy nè. 7 giờ mấy nó đưa nút like vậy nè. Hồi nãy nó cũng mới cho em nút like cũng trời ơi. Vậy là đó. Nó đó nó cũng bậy lúc mà em đang nhắn tin cho chị là em chuẩn bị xuống á. À. Trời đất ơi. Nó cho nút like. Nó cho nút like vậy đó. Ủa. Vui. Chị chưa gặp nó là người cho nó chắc vui lắm. Thằng nó ít nói lắm chị, tính nó thật, tính nó nói hỏng. Thực tế. Em mở rồi đúng không? Anh đi vô đi chia sẻ. Em mở rồi, chia sẻ được chưa? Tham gia mấy cái nhóm thì tham gia vậy không? Chỉ vậy tham gia thì mấy nhóm để mình chia sẻ luôn. Mày có khách không? Khách quen không ạ? Giới thiệu. Giới thiệu tranh thủ để 13 tay hết giảm đó. Ở ngoài mà nói vô mà bận luôn. Hello mấy chị đẹp nghe, em yến chào mấy chế luôn nè. Rồi, hello em yến chào mấy chị nha. Cũng như khung giờ này em nói chung là cứ khoảng khung giờ từ 7 giờ rưỡi là bắt đầu em yến bên em yến sẽ chuẩn bị like nha. Mấy chị đẹp nghe bắt đầu vô like luôn. Rồi em yến chào mấy chế đẹp luôn. Ai đang vào live stream của em yến cho em yến xin một lượt chấm mấy tình yêu ơi. Tình yêu nào mình đang vào like của em yến cho em yến xin một lượt chấm bài nha mấy chị. Chế đẹp nào mình 22 bay luôn, chế nào mình vào like được của em Yến chấm bài nhiệt tình lên cho mình thấy nhau nha. Hiện trên màn hình em mới thấy được có vài comment, em chào chị Hồng Nguyễn. Mấy chị đẹp ơi, chị đẹp nào mình đang coi like của em Yến comment không thấy em Yến trả lời, mấy chị chấm bài lên giùm em Yến khúc đầu like tương tác giúp em nha mấy chị đẹp nghe. Rồi mỗi chị nào mình đang coi live stream của em Yến vào like của em Yến cho em Yến xin nút like trên màn hình, thả nút like lên giùm em. Đang trong một cái tuần tri ân cho mấy chị nên là em cố gắng like mỗi ngày, Miến sẽ là dành thời gian em like cho mấy chị like thường xuyên luôn. Còn chứ mấy chị nếu mà ai mà biết em Miến qua cái trang đồ bộ lại Miến like cho mấy chị ơi, cứ 2-3 ngày mới like lần. Rồi em chào mấy chị đẹp luôn nha. Rồi mỗi chị nào mình vào like được thấy em Miến cho em Miến xin một nút like trên màn hình luôn mấy chị. Trang Yến So, Trang Tâm Phúc, mỗi chị đang xem like chấm bài lên nhiệt tình lên giúp em nha. Comment tương tác nhiệt tình khúc đầu like cho mình vô nó sơm sơm khúc đầu like nha mấy chị đẹp ơi. Rồi chị đẹp nào là mình đang coi like hiện tại là đang cố gắng mạng cho nó ổn áp tí xíu. Mạng ở Sài Gòn mấy chị đang hồi nãy một cái trận mưa lớn không biết là mạng mà nó có bị ảnh hưởng như thế nào hay không nha. Rồi mấy chế yêu ơi, vào like Trang Yến So đây xem like có bị ẩn comment không. Chị nào mình đang xem like chấm bài tương tác giùm em. Bên Trang Tâm Phúc cũng tương tác giúp em nha. Em chào chị Loan Lê. Rồi mấy chị ơi, mình comment lên cho em Yến chào mấy chị đẹp một cái thôi. Mình vô mình lên đơn hàng đồng những cái mã đầu tiên em Yến tặng quà tri ân cho mấy chị đẹp nghe. Vào xong mã tri ân đầu like chi luôn nha mấy chị.
ai đang coi like của em Yến comment lên nhiệt tình lên giúp em khúc đầu like luôn mấy chị đẹp ơi. Để em coi, em vô phần mềm coi, hình như nó đang bị ẩn comment, thấy mấy chị đang vô đông rồi đó mà không thấy comment trên màn hình đây nè mấy chị. Trang Yến so tương tác mạnh giùm em, chia sẻ lên hội nhóm giúp em Yến 1-2 lần mấy chị ơi. Thả nút like lên màn hình lên giúp em nhiều nhiều lên mấy chị. Ai có hội nhóm mấy chị nhắc cho em Yến xin một lần hội nhóm nha, em Yến cảm ơn nhiều nha. Tương tác mạnh lên em Yến chạm, nhìn vào cái lượt tương tác em Yến sẽ hôm nay bán giá sốc luôn cho mấy chị luôn. Mấy chị tương tác mạnh cho em Yến, em nhận được cái tương tác em Yến giảm giá hẳn trên từng sản phẩm luôn cho mấy chị về trải nghiệm sản phẩm bên em nha. Rồi, mỗi chị cho em Yến xin nút like, ai đang coi like bấm ok luôn giùm em cái mấy chị đẹp ơi. Mỗi chị nào mình đang coi like của em comment nhiệt tình khúc đầu like lên giúp em với ạ. Để em vô cái trang coi mấy chị. Vô cái trang coi thấy nó có bị ẩn không, hình như em thấy nó đang hơi bị ẩn comment đó. Facebook là cái vấn đề ẩn comment, em chào chị Đào Nguyễn. Rồi, tình yêu là mình coi like ổn áp, nói chung là mạng có như thế nào mấy chị comment lên cho em Yến biết nha. Bấm ok luôn giùm em cái mấy chị đẹp ơi. Bên trang Yến so bấm ok lên giùm em, chị nào đang xem cứ tương tác hai trang bay cùng một lúc luôn giúp em Yến nha. Rồi, chào mấy chị đẹp luôn. Hôm nay là hôm nay thứ hai đầu tuần đúng không mấy chị? Hôm nay là thứ hai đầu tuần, em tri ân mạnh luôn cho mấy chị luôn nè. Tất cả nói chung là em nhìn vào cái lượt tương tác được bao nhiêu miếng tặng bấy nhiêu luôn cho mấy chị đẹp luôn nha. Đợi em Yến phải vô cái phần mềm coi, nhiều khi không có đọc được comment trên màn hình luôn á mấy chị đẹp ơi. Đợi em một xíu, trang Yến so tương tác lên giùm em thấy đang có nhiều người xem mà chưa thấy comment của mấy chị đẹp luôn nè. Đừng coi livestream âm thầm nha mấy chị. Coi livestream âm thầm là không biết đường luôn á mấy chị đẹp ơi. Mình coi livestream mình cứ comment lên tương tác qua lại giúp em nha. Coi like mà không biết mấy chị nào mà mấy chị không comment lên là em đi không biết luôn, em thua luôn á nha. Rồi ok nè mấy chị, tương tác qua lại giúp em đẩy lượt view, thả nút like trên màn hình cho em Yến nhiều nhiều lên, comment đại đại cái gì cũng được mấy chị ơi. Mình đang sẵn coi livestream rồi, mình comment nhiệt tình khúc đầu like lên giùm em. Chị nhắn lọc nhắn gì chị. Rồi mấy chị đẹp ơi, Trang Yến So đang coi like tương tác qua lại lên giùm em Yến, thả nút like trên màn hình lên giùm em, hai trang cùng một lúc luôn giùm em. Trang Yến So em đang thấy bị ẩn comment, mấy chị comment nhiệt tình lên giúp em Yến cái Trang Yến So này mấy chị. Trang Yến So với Trang Tâm Phúc này mấy chị, em chào chị Nguyễn Lan nha. Tương tác mạnh mẽ cái livestream lên giùm em Yến, hai trang bay cùng nhau thả cho em một nút like trên màn hình. Đầu livestream em xin dành mấy phút đầu like thôi nha mấy chị đẹp ơi. Dành mấy phút đầu like mấy chị tương tác qua lại giùm em nha. Em chào chị Nguyễn Châu là muốn gì thì. Rồi mấy chị ơi, bên trang hai trang em đang thấy lên tương tác từ từ làm như mạng nó đang bị chậm á mấy chị, comment nhiệt tình luôn. Hello Kiều Diễm. Rồi mấy chị nha, đơn hàng ngày hôm nay mấy chị nào có đơn hàng ngày hôm nay tất cả em lên cố gắng lên nhiều mẫu, em giảm giá nhanh luôn, hôm nay sẽ lan nhanh giảm giá cho mấy chị luôn nha mấy chị đẹp nghe. Còn khoảng một tuần em giảm giá sau luôn mấy chị, còn qua một tuần là miếng phải trở về cái giá nghiêm thôi mấy chị ơi. Tại vì nói chung là shop em miếng vừa khai trương nữa, em mới đưa ra thị trường những sản phẩm này nên em cần cho mấy chị trải nghiệm sản phẩm hàng cao cấp mà mua được cái giá gọi như là giá rẻ hơn so với giá đúng với sản phẩm đó mấy chị. Cái sản phẩm của mình là sản phẩm cao cấp mà em bán cái giá cho mấy chị trải nghiệm là giá bằng những cái sản phẩm mấy chị mua hàng thường thôi. Nên là mấy chị tương tác phụ em nha, hai trang bay cùng một lúc chia sẻ giúp em Yến, comment nhiệt tình lên khúc này đầu like luôn giùm em nè. Rồi cùng một lúc mấy chị lên em Yến tặng quà mini game thôi, dành đại em Yến lên em chi ân đại không cho mấy chị đẹp hôm nay nha mấy chị yêu nha. Đơn của Kiều, đơn hôm nay là đi hết rồi đúng không chị? Đơn đi hết rồi Kiều Diễm ơi, hôm nay đặt là mình đơn khác giùm chị nha. Rồi mấy chị yêu ơi, bên trang Yến sao làm như hồi nãy em thấy lên một lần một lúc sau nó lại tuột rồi nè mấy chị đẹp, comment nhiệt tình lên giùm em Yến hai trang bay. Rồi em Yến vô phần mềm. Mã đầu tiên hôm nay mình lên nhanh em Yến bán nhanh luôn đi mấy chị đẹp ơi, lên nhanh mình bán nhanh luôn nha. Hai trang bay cùng một lúc tương tác mạnh giùm em, thả nút like trên màn hình giùm em Yến đi mấy chị đẹp ơi. Hai trang bay cùng một lúc mình cho em Yến xin một cái lượt like, một lượt tim, chia sẻ, comment cho em Yến một từ may mắn giùm em mấy chị đẹp ơi. Hai trang bay cùng một lúc mình comment cho em Yến từ may mắn cho em thấy cho nó lên sơm sơm mấy chị. Cho em từ may mắn luôn giùm em Yến, để em Yến lên thấy comment của mấy chị nhiều em Yến lên mã đầu tiên cho mấy chị chốt luôn nha. Rồi nói chung là hình như là mạng hôm nay nó hơi bị chậm, nó nhảy comment lên bị chậm chậm luôn á mấy chị. Em thấy nó ít lắm nên là mấy chị tương tác phụ em Yến khúc này nha. Hồi nãy giống như là vô là đầu like, nói chung là vô bật lên livestream là cái điều quan trọng nhất là nhận được cái sự tương tác của khách hàng từ từ đã, xong rồi mình vô mình thấy ổn áp mình lên mã hàng. Bây giờ lên live mà thấy mấy chị không tương tác là buồn lắm á mấy chị đẹp nha, phụ em Yến cho mấy chị. Rồi bây giờ này mấy chị đẹp, em Yến lên những cái mã đầu tiên em Yến tri ân luôn. Hai trang bay chị nào đang xem live đừng ngại ngùng gì mấy chị ơi, mình comment lên cho mình thấy mình đã coi livestream của em Yến rồi, mình tương tác giùm em nha, comment nhiệt tình khúc này đầu like cho em Yến thấy mấy chị đang xem nè. Em chào rồi ok, thấy bên Kiều Diễm hai trang cùng tương tác giùm em, comment cho em Yến từ may mắn nha mấy chị, comment cho em Yến từ may mắn em lên một mã tri ân đầu like luôn coi như là mở hàng.
nha mấy chị đẹp nghe, em chào cảm ơn chị Nguyễn Lan. Rồi mấy chị ơi, em chào chị An Bình Nguyễn. Mấy chị ơi, hai trang bay em đang bị ẩn, em phải vô cái phần mềm mới đọc được comment luôn rồi. Facebook đang bị ẩn comment rồi đó mấy chị đẹp ơi, comment nhiệt tình lên giùm em từ may mắn đi mấy chị, phụ em mấy chị yêu ơi, phụ em bằng một cái comment may mắn cho nó đẩy cái lượt view lên giùm em xíu mấy chị. Mỗi chị cứ comment phụ em miếng giúp đi, mấy chị tương tác giùm em đi. Cái like giữa những cái lúc like em sẽ nhìn vào đó, em miếng tri ân cho mấy chị sau, coi như là phụ em nha. Thay vì em miếng chạy không chạy quảng cáo thì em miếng bỏ ra những cái sản phẩm này em tặng cho mấy chị để mấy chị trải nghiệm. Nhưng mấy chị đẹp nghe là em cần cái tương tác thật lắm. Mấy chị comment từ may mắn nhiều nhiều lên giùm em miếng, để em thấy cho cái comment nó trôi lên, mình tặng quà mini game đầu like nha. Rồi em lên, bây giờ hôm qua em tặng quần nhỏ, hôm nay em tặng cho mấy chị một cái mã này luôn, tri ân đặc biệt luôn, mã may mắn mở hàng luôn cho em miếng luôn đi mấy chị đẹp ơi. Hôm nay mình vào nhanh luôn nha, mã may mắn này luôn giùm em miếng luôn nè mấy chị. Bây giờ nè mấy chị đẹp ơi, con sản phẩm này em xin phép luôn em tặng cái giá này là giá mở hàng nha mấy chị. Ngay hôm qua là em tặng áo nhỏ rồi, bây giờ mấy chị đẩy tương tác lên giùm em xíu, hai trang bay cùng đẩy tương tác luôn giùm em. Hello Kiều Trang nè, rồi em chào chị An Bình, comment lên giùm em miếng từ may mắn đi mấy chị. Hai trang bay cùng một lúc comment từ may mắn lên giúp em miếng, để miếng lên cái mã này. Mấy chị đọc nghe miếng đọc mã mấy chị chốt luôn nha. Mã này chốt nhanh luôn vì con áo này nó giá trị lắm. Em tặng luôn con áo cao cấp luôn nha mấy chị đẹp nghe, trải nghiệm sản phẩm một mã đầu tiên luôn. Hôm nay là lên tương tác nó mình bình. Bây giờ mấy chị ơi comment nhiệt tình nghe miếng đọc mã mấy chị chốt nhanh. Bây giờ em lên cái màu da đỡ chói nè. Rồi nha mấy chị đẹp nghe, riêng con mã này giá của nó là 300.000 giá nghiêm luôn. Mà hôm nay em chơi lớn luôn mấy chị ơi, chưa bao giờ mà em bán con áo ngực mà mã mở hàng, mã may mắn đầu like luôn. Tại vì hôm nay tương tác nó hơi ít quá nên là mấy chị phụ em nha. Mã mở hàng đầu like em tri ân mạnh luôn cho mấy chị, comment may mắn nhiệt tình lên giúp em miếng khúc này. Mấy chị kéo tương tác đẩy lượt view lên giùm em miếng hai trang bay. Rồi mấy chị đẹp nghe, ok em chào chị Liên Nữ nè, comment nhiệt tình lên giùm em miếng đi mấy chị yêu ơi. Rồi ok em thấy comment bên Trang Tâm Phúc rồi, tương tác giúp em miếng lúc này nha. Rồi em lên cái mã này giá 300.000, hôm nay em tặng luôn cho mấy chị, coi như là tặng sự may mắn luôn. Chị nào mình thích con mã này comment cho em miếng từ may mắn, em tri ân luôn cho mấy chị 99k con mã áo này tặng đầu like xong luôn. Mấy chị ơi em giảm hẳn 200.000 luôn, 99.000 mấy chị ơi, thật sự luôn. Đối với mấy chị nghe 99.000 mấy chị đi ra mấy chị mua một con áo ngực bình thường mà chợ có, nhưng mà bây giờ này mấy chị đẹp ơi, con mã này đúng không chị? Bây giờ là mấy chị con mã này là em sử dụng để em like chính luôn á. Nhưng mà bây giờ em lấy con áo này em tri ân đặc biệt cho mấy chị luôn, mã 99k. Con áo ngực này là áo ngực cao cấp bên nhà em luôn nha mấy chị nha. Con mã sản phẩm này rất là dễ bận. Bây giờ em tri ân luôn cho mấy chị mã may mắn 99.000 chốt liền luôn mấy chị ơi. Bây giờ thường thường em tặng cho mấy chị những cái sản phẩm bình thường đúng không? Hôm nay mấy chị được tặng hẳn luôn 200k. Giá niêm của nó là 300.000, hôm nay miếng tri ân cho mấy chị 99.000. Riêng con áo này em miếng giới thiệu sản phẩm cho mấy chị luôn nè. Nó xịn sò lắm nha mấy chị ơi, thật sự luôn. Cái độ ren của nó là mấy chị ơi, cái độ ren của nó, cái màu này là màu ruốc cho mấy chị đẹp nghe. Chị nào thích màu nào chốt luôn giùm em, 99.000 em bao giá luôn. Không có giá, giá xưởng cũng có giá này luôn mấy chị đẹp. Giá xưởng cũng có giá này, coi như là mở lọc, mở hàng đầu live stream cho em miếng cho nó suôn sẻ nha. Mã may mắn luôn giùm em miếng, mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân. Mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân thôi, còn hầu như là không có mút luôn này mấy chị ơi. Đây mấy chị nhìn nè mấy chị nha, con áo này từ đường lớp trong luôn. Chị nào ngực to mấy chị mua những con áo này mặc lên ôm phân ngực rất là chuẩn luôn. Hàng này co giãn thoải mái luôn nha mấy chị đẹp nghe. Chốt đơn cho em miếng là mã may mắn 99.000, giá niêm của nó là 300.000. Chỉ cái like này mã đầu tiên miếng chị ân hẳn luôn cho mấy chị giá 99k luôn giùm em nha. Ai thích con mã này chốt luôn cho em miếng là mã 99k. Áo ngực này là nói chung là bên tại shop miếng bán rất là chạy luôn. Riêng con mã áo ngực này mấy chị thử cảm nhận đi mấy chị đẹp ơi, nhìn cái độ ren của nó nè, nhìn cái độ ren của nó, ren chất ren rất là mềm mịn luôn nha mấy chị nha. Trải nghiệm sản phẩm này mấy chị 99.000. đây em miếng tặng chị ông cho mấy chị mã mở hàng đầu like. Chị nào thích chốt cho em miếng là mã may mắn 99k luôn giùm em liền mấy chị đẹp ơi. Con mã này không ai bán cho mấy chị đâu, không có một cái shop nào, nếu mà đi thật sự đi cái hàng cao cấp á là không ai dám chơi cái giá 99.000 đâu. Cái này là em chơi là em tặng mini game đầu like, giá này mấy chị mua giảm hẳn 200k luôn nha. Em miếng nếu mà có giảm 50%, giảm 60% cũng được giá này nữa. Mã may mắn 99.000 luôn giùm em miếng, chị nào thích chốt luôn giùm em, chốt luôn 2 trang 3 cho hai người.
chốt liền con áo này đi. Em nói thật sự luôn nha mấy chị ơi, nhìn nè mấy chị, mút của nó rơi tầm khoảng 1 tới 2 phân, 1 phân thôi, không nói chung là mấy chị rất là dễ bận luôn. Riêng con áo này là không kén người luôn, chị nào ngực to ngực nhỏ vô tư giùm em nha. Mã này giùm em miễn là mã may mắn 99k giùm em, mã mở hàng đầu livestream. Chị đẹp nào lấy chốt liền luôn giùm em, lên số điện thoại liền mấy chị ơi. Riêng con áo này em mở hàng em lấy lọc lá coi như là cho cái một cái mã đầu livestream cho nó suôn sẻ nha. Mã mở hàng may mắn 99k kèm số điện thoại luôn giùm em miễn đi mấy chị. Mua hàng lên số điện thoại giùm em, ok chị Nguyễn Lan của chị Liên nữ, Liên nữ nè, mã 99.000. Riêng con áo này mấy chị nhớ comment giùm em miếng giá tiền là 99.000 để mai nhân viên chốt cho mấy chị con mã này giá 99.000 nha. Tại vì cái giá này bên em miếng có giảm 50% hoặc 60% cũng có giá 99.000. Em tự em lấy em chi ân cho mấy chị để em đẩy tương tác lên giùm em nha mấy chị đẹp ngang. Mã may mắn 99.000. Bên trang Yến So chị nào mình chưa thử trải nghiệm cái trang mà cái đồ lót mà hàng cao cấp, mấy chị hôm nay thử mua cho em miếng một sản phẩm đi. Giá của nó em nói thật sự cho mấy chị chỉ bằng cái giá gọi là giá thị trường, mà giá ngoài chợ mà nó bán cho mấy chị những con áo mà 120, 130 là nó cao rồi á, hoặc cao lắm 140, 150. Mà mấy chị mua sản phẩm bên em miếng là tận gốc tận xưởng luôn, giá này trên thị trường em miếng đang sản xuất ra bỏ tại những cái so siêu thị bán 400-500 một ngái chứ không phải giá 300-200 mấy đâu mấy chị đẹp ơi. Đây là mấy chị đang mua được tận giá xưởng luôn rồi. Rồi chị đẹp nào lại chốt cho em miếng là mã may mắn giùm em miếng 200 em chốt 99k luôn giùm em nha. Rồi 99k luôn giùm em, chốt ngay con mã siêu phẩm này giùm em. Mấy chị mua size nào comment size lên trực tiếp trên live luôn giùm em miếng cho mấy chị đẹp nghe. Rồi may mắn 99k miếng qua mẫu. Riêng con mã này là mã mở hàng đầu livestream thôi nha mấy chị đẹp nghe. Em qua tiếp mấy chị đẹp ơi, mã này em có hai màu, màu đen. Rồi ok chị Liên nữ nè. Rồi mấy chị ơi mặc size nào comment size đó luôn giùm em. Mã này gọi như là mã chi ân cho mấy chị đầu livestream á, 99k luôn giùm em. Em giảm hẳn mạnh luôn cho mấy chị để gọi là mở hàng đầu like nha mấy chị yêu nha. Rồi mấy chị đẹp ơi qua giùm em miếng, mấy chị nhìn ngắm thử con áo này lên cái form là đỉnh chưa mấy chị. Riêng con mã này em chốt chị nào có đó nha mấy chị nha, còn không thì vẫn về giá gốc là 300k, tại vì giá này là hàng niêm yết bên em luôn rồi. Có tại shop cũng có giá này, nói thật sự luôn, đây là em bán trên live, em trực tiếp em mini game, em tương tác. Tại vì mấy chị cho em miếng xin một lượt chia sẻ, miếng tặng quà cho mấy chị á. Rồi, con mã này mấy chị nhìn lại cái form của nó này mấy chị nha, có 3 màu, màu rút, màu da, màu đen. Mấy chị nào hồi nãy em chốt mấy chị cờ, bổ sung lại trong tin nhắn luôn giùm em nha. Bổ sung vào tin nhắn mình lấy màu nào, lấy size nào mình bổ sung lại giùm em nha mấy chị. Con mã này cũng tặng đồ la luôn hả? Giá chị ân luôn không? Rồi mấy chị đẹp ơi, thêm một con mã chi ân này nữa. Mình đã mua áo rồi là mình mua quần luôn đi nha mấy chị đẹp, ngang cho nó một bộ mã mở hàng đầu like luôn, một bộ phối ren đúng bài luôn nha. Rồi bên trang Yến So tương tác luôn lên giùm em miếng luôn nha mấy chị ơi. Bên trang Yến So chấm bài tương tác lên giùm em, ai đang xem cho em miếng xin nút like bây giờ em qua trang Yến So mấy chị tương tác giùm em miếng tặng quà luôn cho mấy chị nè. Bên trang Yến So chị nào mà đang chi ân mấy chị đẹp ơi, đang coi like mấy chị tương tác luôn giùm em. Hai trang cùng một lúc đẩy lượt view lên giùm em xíu, comment nhiệt tình lên giùm em ABC đi mấy chị, cho cái lượt view nó lên đông đông xíu. Mấy chị đẹp ngang bên trang Tâm Phúc, bên trang Yến So tương tác giùm em miếng cùng một lúc em ra ngoài chia sẻ nào. Lên con mã này, bây giờ mã này giá gốc là bao nhiêu chị? 76.000 hả? Rồi bây giờ em miếng chi ân cho mấy chị thêm một con mã này cho nó cặp đôi luôn, có đơn hàng đầu like cho nó suôn sẻ đi. 76.000 cho em miếng giảm, mã này cho em miếng giảm luôn cho mấy chị, em lấy số 9 nha. Em giảm số 9 đi, bây giờ mấy chị đẹp ơi mua cho em miếng con mã này giùm em 39.000 luôn giùm em đi mấy chị. Em lấy số 9 đầu la luôn, 39k, 76.000 em giảm phân nửa luôn. Coi như hơn phân nửa, 39.000 luôn giùm em. Nha mấy chị đẹp nghe, giảm 50% so với cái quần này luôn, cho em miếng là mã 39.000. Nha mấy chị đẹp nghe. Chị đẹp nào lại chốt cho em miếng thêm một con mã mở hàng cho nó cặp đôi cho mấy chị luôn này, có đơn hàng đủ hai sản phẩm đi đơn luôn giùm em 39.000 trải nghiệm sản phẩm. Mấy chị nhìn cái chất này mấy chị ơi. Mấy chị nhìn cái chất này, mấy chị nhìn giùm em miếng nha mấy chị nha. Cái độ ren của em miếng đang em đang dùng sức em kéo co giãn thoải mái, con quần này bận rất là êm luôn. Mấy chị nhìn cái độ ren của nó, mấy chị mềm mịn luôn nè, 39.000. Rồi mã cho em miếng là mã Q666 luôn giùm em, 39k riêng trong cái like này thôi, hôm nay em giảm đặc biệt luôn nha mấy chị nha. Rồi cho em miếng là mã Q666, hai mã mở hàng em bán lọc lá, giá này là giá gốc luôn rồi, giá gọi là giá lỗ luôn rồi đó mấy chị đẹp nghe. 39k luôn giùm em, test cái độ co giãn này mấy chị. Có ai bán quần lót mà cái độ ren mà người ta dám cầm chạy cho mấy chị không? Nhìn này mấy chị ơi, 39k luôn giùm em, cái độ ren mà em cầm em kém nhiệt tình vậy nó co giãn thoải mái, thì mấy chị cứ cảm nhận đi, mình mặc lên trên người của mình nó như thế nào mấy chị. Thật sự một cái sản phẩm, một cái quần lót cao cấp như thế này giá niêm yết là 76.000, em miếng bán luôn cho mấy chị 39.000 trải nghiệm sản phẩm nha. Rồi chị đẹp nào lại chốt cho em miếng mã này luôn giùm em là Q666 luôn giùm em, mở hàng thêm một cái mã quần lót cho mấy chị luôn, 39.000.
39k giùm em có size đúng không chị? 40 cho tới 70kg đúng không? 40 cho tới 70kg luôn giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào mình thích con quần lót này chốt liền luôn giùm em. Mấy chị ra ngoài chợ mấy chị mua một con quần lót bình thường mà cũng hàng rang á, nó cũng rơi tầm 27-28 ngàn. Em nói giá đúng luôn chứ em không phải là nói mà giá giống như đập cho cao hạ thấp đâu. Đúng không mấy chị đẹp ơi, mình chị em phụ nữ mấy chị rất là rõ về giá. Một con quần rang ở ngoài chợ bán 27-28 ngàn là giá bình dân thôi, nhưng mà mấy chị đẹp ơi, để một cái chất lượng mà đối với cái hàng ren mà mình mặc vô để nó êm á, nó không bị khó chịu, không bị nóng, không bị ngứa, thì thật sự luôn mấy chị nên là chọn những cái loại hàng ren nó cao cấp một tí xíu. Em nói thật sự, còn không thì mặc quần thường luôn. Chứ mà đã đi cái hàng ren mà mấy chị tiết tiền mấy chị đi mua những cái con hàng ren bình thường, mấy chị về mấy chị bỏ vô máy giặt 1-2 nước là banh, mặc vô nó ngứa, nó khó chịu, cảm giác không muốn mặc luôn. Mấy chị thử trải nghiệm cho em miếng cái sản phẩm ren bên em, miếng từ quần lót cho tới áo ngực về cảm nhận đi mấy chị nha. Rồi cho em miếng mã này luôn giùm em, miếng là mã Q66 39k giùm em. Q66 em có mấy màu luôn nha mấy chị đẹp ngang, màu đen, màu da. Màu này cho em miếng là màu nude nha mấy chị đẹp ngang. 39.000 luôn giùm em miếng mã tri ân cho mấy chị. Em có màu trắng luôn nha mấy chị yêu ơi. Chị nào lái chốt luôn giùm em miếng có 4 màu. 39.000 có size từ 40 cho tới 70kg luôn giùm em nha. Thường thường quần lót mấy chị mua là free size không à. Mua ở ngoài nó free size không mấy chị đẹp ơi. Hôm nay mấy chị mua cho em miếng trên livestream mà đồ lót có size luôn. Quần lót mà có size chuẩn luôn cho mấy chị nha. Từ size từ 40 cho tới 70kg. Rồi chị đẹp nào lấy mã này cho em, đó là mã Q66 luôn giùm em miếng mấy chị. 39k Q66 luôn giùm em, 40 cho tới 70kg luôn giùm em miếng nha mấy chị đẹp nghe. 40 cho tới 70kg. 39.000, 76.000 giá gốc. Em tri ân cho mấy chị là còn 39.000. Mấy chị mua kèm với lại cái mã áo lót hồi nãy em miếng tri ân cho mấy chị á. Rồi cho em một mã áo ngực đây chị. Rồi mã mở hàng quần lót này luôn giùm em miếng mấy chị. Comment chính là Q66 luôn giùm em. 39.000 mua áp dụng trên livestream thôi nha mấy tình yêu nha. Mấy chị chốt hình ảnh là không được giá này nha mấy chế. 39k luôn giùm em miếng. Chị đẹp nào lái chốt luôn giùm em miếng mấy chị đẹp ơi. Mã Q666 luôn giùm em, 39.000. Ai lấy chốt luôn giùm em miếng là mã Q666 39k luôn giùm em. Bên Trang Yến So đang cần tư vấn gì tư vấn lên giùm em. Em chào chị Thi Diệu nè. Rồi mấy chị ơi, comment nhiệt tình lên giùm em miếng lúc này luôn nha mấy chị đẹp nghe. Em chào chị Nhật Anh. Rồi mấy chị đẹp ơi, ai đang cần lên sản phẩm nào mấy chị comment lên luôn trên like để miếng tư vấn kỹ luôn cho mấy chị đẹp nghe. Rồi chị bên Trang Yến So chấm bài lên giùm em xíu mấy chị đẹp ơi. Bên Trang Yến So tương tác bài like chấm bài lên giúp em miếng một tí xíu nha mấy chị đẹp nghe. Comment nhiệt tình lên giùm em. Bên Trang Yến So đừng coi livestream đừng âm thầm nha mấy chị. Coi livestream thì tương tác luôn giùm em lên một con mã áo ngực ren nữa. Không gặp, mút về ba con không gặp. Rồi, ổ này mẫu mới hả chị? Rồi mấy chị ơi, thêm một cái mã sản phẩm mới luôn nha mấy chị nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Hồ Hải Phương. Mấy chị ơi, tương tác lên giùm em, chấm bài nhiệt tình lên giùm em nha mấy chị đẹp nghe. Hai Trang cùng một lúc mấy chị cần muốn lên sản phẩm nào mấy chị cứ comment lên cho em miếng máy bên Trang Yến So tương tác luôn giùm em nha. Comment lên nhiệt tình lên giúp em miếng hai Trang bay cùng một lúc mình comment tương tác cho em miếng có động lực cho mấy chị đẹp nha. Cho em miếng có động lực em miếng lên cho mấy chị nhiều mã tri ân luôn cho mấy chị. Hôm nay nói chung là tất cả mặt hàng trong một cái tuần này em cố gắng tri ân mạnh luôn cho mấy chị đẹp nha. Rồi mấy chị đẹp ơi, chấm chấm lên luôn giúp em miếng nhiệt tình lên giùm em miếng đi mấy chị. Bây giờ bắt đầu mình bắt nhịp lại, bắt đầu em lên hàng luôn nè. Bây giờ mấy chị đẹp ơi, mấy chị comment cho em miếng một từ ok giùm em đi. Cho em thấy mấy chị tương tác hoặc là từ gì cũng được, ABC hay là gì cũng được. Cho em thấy có nhiều comment lên tí xíu em có động lực em miếng livestream mấy chị đẹp nha. Hồi nãy giờ cúp đầu live giờ nó hơi buồn tí xíu này mấy chị ơi. Trời mưa xong rồi nó cũng buồn theo luôn rồi hay sao rồi á. Mấy chị phụ em tương tác lên giùm em. Mỗi chị comment cho em miếng một cú pháp gì mình đang sẵn cầm điện thoại em coi miếng like rồi comment đại cho em miếng cái gì đi mấy chị. Comment đại một cái cú pháp gì cũng được, hoặc là mấy chị thích em miếng lên mẫu như thế nào. Yến ơi, có mẫu này, có mẫu gọ không gọng, có mẫu mút dài, hoặc là có áo bờ ra áo định hình hay không nha. Rồi mấy chị comment lên giùm em miếng để em biết đường mấy chị đang cần có nhu cầu mình cần tư vấn gì thì mấy chị cứ comment lên giùm em, đừng ngại nha mấy chị yêu nha, đừng có ngại nha. Rồi để miếng tư vấn luôn cho mấy chị nha. Rồi ok nè, tương tác mạnh lên giùm em miếng xíu, hai Trang bay cùng một lúc tương tác luôn giùm em nha. Em miếng lên sản phẩm luôn ok em chị Mai Lê nè. Mấy chị yêu ơi, mình cần lên sản phẩm nào hoặc em miếng đang lên, em đang lên một cái mã như thế nào đó mà mấy chị đang cần chưa có rõ về cái mã sản phẩm đó thì mấy chị cứ comment lên trong đây, mình cũng chị em phụ nữ không mà đâu có ai đâu ngại gì đúng không mấy chị. Em miếng lên livestream em like áo ngực mà em còn không ngại nữa, mấy chị coi like mà ngại gì đúng không. Tương tác phụ em nha. Rồi mình livestream mà trong đây mà toàn là chị em với nhau không mà cần tư vấn nha, em nói nhiều khi em nói rõ luôn nha mấy chị nha.
Dạ em Yến sẽ cố gắng giảm cho mấy chị một tuần, chi ân cho mấy chị là một tuần em Yến khai trương cho mấy chị, em Yến sẽ giảm giá hẳn luôn. Còn mòn qua những cái tuần sau thì em Yến sẽ cố gắng em Yến lên những cái sale chi ân khác cho mấy chị nha. Nói chung là thật sự luôn, bây giờ là đem cái trải nghiệm cho mấy chị về trải nghiệm sản phẩm thôi. Mấy chị ơi, thật sự về mấy chị cầm con áo 300.000 nó chất lượng lắm, chứ không phải là mấy chị cứ nghĩ bây giờ 300.000 không biết nó như thế nào. Mấy chị mua online thì em hiểu tâm lý là mấy chị làm sợ mấy trăm ngàn là không biết hàng như thế nào. Bây giờ mấy chị đi ra ngoài chợ, mấy chị mua một con áo ngực bình thường, mấy chị ra ngoài chợ thôi nó cũng trăm mấy ngàn rồi. Đừng so với hàng mà bữa hôm qua em còn đâu thấy 100.000 ba cái nó. Thật sự mấy chị ơi, mình mặc những con áo nó vô nó ảnh hưởng sức khỏe mình lắm. Em nói thật sự luôn á mấy chị, mình tiếc cái gì á. Ví dụ như quần áo ở ngoài, những cái ngoài ở bề ngoài của mình á, mình có thể là mặc đơn giản cũng được. Còn cái phần mà áo ngực đồ nhỏ mình nâng niu mấy chị, thật sự luôn á, mình nâng niu cơ thể mình một tí xíu nha, mình bỏ tiền mình đầu tư một chỉ là hơn một tí xíu thôi, chứ không phải gọi là đầu tư nhiều đâu mấy chị ơi. Nó cũng không phải là nó quá chị giá trị cao lắm đâu, nên là mấy chị cứ thử trải nghiệm sản phẩm bên em Yến, mua thử ủng hộ bên em Yến một đơn hàng nha. Rồi bây giờ này mấy chị, hồi nãy giờ cảm ơn mấy chị tương tác cho em Yến nha. Bây giờ em lên mạng tiếp tục này mấy chị, hai mạng mở hàng Yến lên rồi, bây giờ bắt đầu vô chương trình bán hàng luôn. Nhưng mà Yến sẽ cố gắng em Yến sale cho mấy chị luôn về trải nghiệm sản phẩm, tất cả mặt hàng Yến đều giảm hết luôn cho mấy chị nha. Mình cố gắng mình mua thử cho em Yến một đơn hàng thôi cũng được, mình nhận hàng đẹp về lần sau mình giới thiệu, hoặc là mình muốn mua mình có thể mua cũng được. Lần đầu này nó hơi ngại ngùng đúng không? Rồi lên cho mấy chị một con mã áo ngực mới luôn. Con mã áo ngực này là mới sản xuất bên em Yến, mới vừa ra luôn nha mấy chị ơi, nóng hổi luôn nha mấy chị. Mỗi ngày bên xưởng em Yến đều sản xuất ra mẫu mới luôn. Hôm nay em có một cái video clip mà em đăng lên, nó mấy chị đẹp nha, em tự xưởng lại coi những cái mấy chị công nhân đang may ra những cái mẫu. Mấy chị nên là mấy chị yên tâm, mấy chị đang mua được cái giá tận xưởng luôn rồi, mà mua được cái giá hàng cao cấp, hàng mà giống như mấy chị vô siêu thị người ta chân lên á. Có điều là bên em nó không giống trong siêu thị, nó không ngoài siêu thị nó bắn tem vô cái áo ngực 300.000 400.000 là mấy chị tin tưởng mấy chị lại mua. Còn nhiều khi trên live mấy chị lại ngại, nên thôi bây giờ mấy chị nè, mình cứ thử trải nghiệm đi, nhận hàng được kiểm tra hàng nó mới chứ đẹp nha. Rồi bây giờ lên trên miếng mã, bắt đầu miếng bán hàng lên mã nha. Nãy giờ là mình chị em mình nói chuyện với nhau thôi để mấy chị hiểu sơ sơ về cái sản phẩm bên em. Rồi bây giờ lên trên miếng mã A73, con áo này là con mã mới luôn bên nhà em nha mấy chị nha. Mút ra tầm khoảng 3-4 phân ở phía trong cho mấy chị, nó sẽ lót thêm một cái miếng này để mình mặc lên nó cảm giác nâng ngực của mình nha. Mút nó rơi tầm khoảng 3-4 phân, mấy chị nhìn cái mút của bên em rất là êm nha mấy chị ơi. Và thiết kế cho mấy chị cái đường ôm này nó tạo cảm giác cho nâng cái mực ngực của mình vừa phải luôn, không có bị lộ ra nha mấy chị nha. Ôm trọn cái vòng ngực của mình, mấy chị nhìn cái mút của mấy chị ơi, nhìn cái độ cái phơm của nó mấy chị, nó khác hẳn những cái phơm ở ngoài thị trường không. Mấy chị nhìn cái hàng nè, hàng này là hàng áo ngực thiết kế nha mấy chị nha, có size chuẩn luôn, không nâng size hạ size, hàng chuẩn luôn. Mấy chị mặc size nào đúng size đó luôn dùm em nha. Mút rơi tầm khoảng từ 3-4 phân luôn nha em, chất ren cao cấp luôn dùm em, ren có độ co giãn nha mấy chị đẹp nha. Đây đây nè mấy chị đẹp ơi, không gọng, không gọng nha, con mút này là không gọng. Trời ơi mấy chị ơi, nó êm lắm nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt cho em miếng là mã A73 giá gốc là bao nhiêu ạ? 300k. A73 giá gốc niêm yết là 300k, em giảm hẳn luôn cho mấy chị luôn. Còn 180.000 em giảm hơn 100k luôn cho mấy chị về trải nghiệm sản phẩm, hàng mẫu mới mà em giảm luôn cho mấy chị. Mẫu này là mẫu mới luôn nha mấy tình yêu nha, con mẫu ren nè mấy chị, nhìn cái phơm của nó cực kỳ đẹp luôn. Mã này giùm em là mã A73 kèm số điện thoại luôn giùm em. 300k em giảm hẳn luôn cho mấy chị 180.000. Mua hàng kèm số điện thoại, kèm số điện thoại giùm em và kèm mã, kèm size luôn dùm em Yến, chơi một vài miếng in bi luôn cho mang nguyên sản cho nó dễ nha mấy tình yêu nha. Rồi mã A73 kèm số điện thoại luôn dùm em, chị nào lấy chốt cho em Yến là con mã A73. Nhìn cái độ ren của nó này mấy chị ơi, trời ơi mấy chị, em kéo em dùng sức nó co giãn thoải mái luôn, nên mặc vô người nó êm lắm, nó không có bị hằn bị lằn đâu nha mấy chị đẹp nghe. Cái ren của nó rất là mềm luôn. Rồi chị đẹp nào mình lấy chốt cho em Yến là mã A73 kèm số điện thoại luôn dùm em, có size từ 34-40 đúng không chị, 34-40 thì rơi tầm khoảng 65kg là có size luôn nha mấy chị đẹp ngang, 65-70 có size luôn đúng không chị. Rồi ok, chị nào lấy chốt cho em miếng là mã A73 luôn dùm em, giá gốc 300k, em giảm hẳn luôn cho mấy chị. Trên livestream là còn 180.000, em có hai màu ok nha mấy chị đẹp ngang, em có hai màu, màu đen và màu da nha mấy chị đẹp ngang. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó luôn dùm em, A73 kèm size kèm số điện thoại luôn dùm em miếng nha mấy chị đẹp ơi. 300.000 giá gốc, hàng này là mẫu mới, em miếng tri ân cho mấy chị còn 180.000. Cái mút này rơi tầm khoảng 3-4 phân, chị nào mình cảm giác giống như là mình đang ngực nhỏ này, mình muốn nâng ngực lên, mình tôn cái vòng một của mình lên á, thì mình chốt con mã này nha.
Rồi mã A73 luôn dùm em miếng 300k miếng giảm luôn cho mấy chị, còn 180.000 quá rẻ mấy chị ơi. Con áo lần này rất xịn sò luôn, cầm trên tay cảm giác rất là nặng tay mà nhìn nó êm lắm mấy chị ơi. Từ cái đường may mũi chị nó mấy chị là không có chỉ thừa luôn, cái sản phẩm mà tới tay mấy chị là không có chỉ thừa luôn nha mấy chị đẹp nghe. Bên đây miếng kiểm tra hàng rất là kỹ luôn, không có cộng chỉ thừa trên một cái áo ngực đó mấy chị ơi. Nó nét căng như luôn mà mấy chị nhìn tới đường may cái mũi chị của nó hàng không động nè mấy chị đẹp. Rồi A73 luôn dùm em, 300k em giảm luôn cho mấy chị, còn 180.000. Chị nào thích con mã này chốt luôn dùm em là mã A73. Tương tác bài la lên dùm em mấy chị đẹp, tương tác bài la lên luôn luôn giúp em miếng một tí xíu nha mấy chị đẹp nghe. Rồi lên mã quần hả chị? A73 kèm số điện thoại luôn dùm em nha mấy chị nha. Chị nào mà mặc size nào mình cứ comment size lên dùm em miếng luôn. Tiếp tục mấy chị qua lên con mã dùm em miếng là mã quần. Mã quần chị đưa cái mã áo học sinh đi, đưa áo học sinh cho em đi chị. Rồi đưa áo học sinh mùa này mấy chị hay mặc để mua cho con này. Rồi áo lá đi mấy chị, áo lá học sinh nha. Áo lá học sinh đi mấy chị ơi. Rồi lên tiếp tục lên luôn giùm em miếng nè mấy chị đẹp nha. Rồi lên một con áo học sinh cho mấy chị mùa này, mấy chị có con cái mình nè, mình mua con áo lá này về mặc cho mấy chị đẹp thôi. Áo lá học sinh này luôn giùm em miếng cái này cho giảm giá chị. Rẻ mấy chị ơi. Cái này riêng con mã này nó có một màu thôi. Nhìn con áo lá này cực kỳ có dạng biết sao mấy chị đẹp ơi. Đóng cửa lại đi chị. Muốn nó khoảng rơi tầm khoảng 1 phân nha mấy chị nha. Muốn nó rơi khoảng 1 phân thôi. Mút mỏng tại vì áo lá cho nói chung là con gái mình mới lớn mình không nên muốn chàng mua mặc đi học nha mấy chị đẹp nghe. Đây luôn giùm em miếng nè mấy chị đẹp ơi. Con mã này luôn giùm em miếng mấy chị ở phía trong nó may cho mấy chị là phía nào lót lưới nè mấy chị đẹp ơi. Nó thông hơi mặc rất là dễ chịu ra nha mấy chị ơi. Đây luôn giùm em nha. Rồi con mã áo lá này luôn giùm em miếng làm A154 luôn giùm em. 140.000 em giảm luôn cho mấy chị, còn 84k chị nào lấy chốt luôn dùm em miếng cho mấy chị đẹp nha. Mã A154 luôn dùm em, cái coi nhãn thoải mái phía sau là lót lưới luôn nè mấy chị đẹp. Ôi mấy chị ơi nhìn nè, lót thông hơi cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. A154 luôn dùm em miếng. Hai Trang đang hoa Trang Yến So đang xem cắm lên dùm em một cái mấy chị ơi. Rồi hai Trang đang xem like chấm chấm lên nhiệt tình lên dùm em một xíu nha. Rồi mã này luôn cho em miếng là mã A154 luôn dùm em, 140.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 84k. Ai lấy chốt luôn dùm em là mã A154 nha mấy tình yêu ơi. A154 luôn dùm em, 140.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 84.000 quá rẻ mấy chị ơi. Coi giảm thoải mái em kéo nặng em kéo em phải dùng sức luôn á mấy chị. Thật sự luôn nha, con áo này kéo dùng sức luôn nha mấy chị đẹp ơi. A154 luôn dùm em, 140.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 84k. Ai lấy chốt luôn dùm em A154 nha mấy chị ơi. Coi giảm thoải mái cực kỳ em luôn nè. Mấy chị nhìn cái độ coi giảm của nó này đây. Rồi đưa cho em một con mã áo lá nữa đi chị, hai mã áo lá. Rồi thêm một mã áo lá nữa, mùa này mấy chị mua những cái mã áo lá này về cho học sinh cho mấy đứa con của mình mặc này mấy chị đẹp ơi. Ai có con mình nhu cầu mình mua luôn nha mấy chị đẹp nghe. A154 luôn dùm em miếng mấy chị. A154 luôn dùm em giảm luôn cho mấy chị còn 84k luôn dùm em nha. Rồi đợi một xíu em vô cái comment em đọc xíu mấy chị. Em sợ nó bị ẩn comment rồi mấy chị. A154 luôn dùm em nha mấy chị đẹp nghe. 140k em giảm cho mấy chị còn 84.000. Rồi qua mã giùm em miếng A155. Rồi dạ, cái này là bạn khác nha mấy chị nha. Cái kiểu mỗi kiểu sẽ một kiểu khác luôn giùm em. Cái này là không có mút nha. Nó đơn giản luôn nha mấy chị ơi. Rồi chị đẹp nào lại chốt cho em những là mã A155 luôn giùm em. A155 130 em giảm cho mấy chị 78.000. Chị nào đang cần lên sản phẩm nào comment lên luôn giùm em miếng nha mấy chị. Ai đang cần lên mẫu mã như thế nào mấy chị comment lên liền luôn giùm em miếng nha. Rồi mã này luôn giùm em miếng là mã A155 luôn giùm em. A155 luôn dùm em miếng nha mấy chị đẹp ơi. 130k em giảm luôn mấy chị còn 78.000. Thun của nó là thun cô tông, đúng cô tông chính gốc luôn, không có pha luôn nha mấy chị. Cô tông mà pha là nó khác, còn đây là cô tông chính gốc, coi giãn thoải mái luôn dùm em miếng nha mấy chị nha. Riêng cái chất liệu bên em thì mấy chị khỏi cần phải bàn nữa mấy chị. Cứ nhận về trải nghiệm sản phẩm, shipper giao tới kiểm tra hàng, hàng ok thì mình thanh toán. Nhớ chị đẹp nghe, còn hồng hàng mà cả mấy chị cảm thấy là không đúng giống như miếng like thì mấy chị trả hàng về cho shipper luôn cũng được, không vấn đề gì nha. Rồi chị nào lấy chốt cho em miếng là mã A155 luôn giùm em, 130 em giảm luôn cho mấy chị còn 78.000. A155 luôn giúp em miếng đi mấy chị ơi, cho em con mã áo chống tụt để chị.
A155 mua giùm em miếng nha mấy chị đẹp nghe. Con áo lá này chị nào thích mua cho con mình mặc mấy chị. Rồi giá này quá rẻ rồi mấy chị ơi. Ở ngoài thị trường giá nó cũng rơi tầm vài chục ngàn như thế này. Nhưng mà bây giờ cái chất lượng thì em miếng không biết cho mấy chị đẹp nghe. Rồi mã A155 mua giùm em giá gốc là 150 ngàn. Em giảm luôn cho mấy chị còn 78 ngàn. Giảm hẳn 50 ngàn luôn đó mấy chị. A155 mua giùm em. Chị nào lấy chốt đơn giùm em là mã A155 mua giùm em nha mấy chị ơi. A155 mua giùm em 130 ngàn. Em giảm luôn cho mấy chị còn 78 ngàn. Rồi qua một mã tiếp tục thay đi là chị thay áo. Thay cái phô má tiếp tục lên cho em coi. Tại vì cái áo này tôi mới cho mấy chị mua. Rồi mấy chị ơi, em lên cho mấy chị tiếp tục thêm một con mã áo chống tụt này luôn mấy chị. 3 trong 1. Áo này gọi là dễ, cực kỳ dễ bận luôn. Tại vì nó gọi như là mấy chị nó che được khuyết điểm của mình. Đúng không chị? Áo chống tụt đúng không? Cái này gọi là áo chống tụt. Áo chống tuột cúc ngang luôn, hỗ trợ cho mấy chị thêm một cái da này là để nó không bị tù đúng không chị ha. Rồi bây giờ mấy chị ơi, thả nút like trên màn hình lại luôn giùm em miếng nha mấy chị. Thả nút like trên màn hình lại giúp em tương tác chấm 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 lên màn hình cho em miếng xin một cái lượt tương tác luôn giùm em miếng nha mấy chị đẹp nghe. Cho em miếng xin một nút tương tác bài like nha mấy chị đẹp ơi. Rồi đợi em một xíu cho mấy chị đẹp nghe. Đợi em một xíu cho mấy chị. Em chào chị Thu Thảo nè. Comment nhiệt tình lên luôn giùm em miếng xíu mấy chị. Khách ở ngoài. Rồi đợi em xíu chấm chấm lên giùm em nha. Để mặc mẫu xong rồi em miếng giơ lên cho mấy chị nha mấy chị đẹp ơi. Ok, rồi cảm ơn mấy chị đã tương tác cho em miếng nè mấy chị. Rồi lên một con mã áo chống tụt luôn nè mấy chị. Áo cúc ngang chống tụt luôn giùm em. Chị nào mình cần lên sản phẩm như thế nào mấy chị đang xem live mấy cứ chấm lên giùm em nha. Mình cứ comment lên luôn giúp em miếng để miếng miếng tư vấn cho mấy chị nè. Con mã áo chống tụt này rất là ok luôn nè mấy chị ơi. Vì cái này là gọi là 3 trong 1 luôn mình mặc. Đây giùm em miếng mẫu bận nè mấy chị đẹp ơi. Mẫu bận cực kỳ êm luôn nha mấy chị ơi. Nhìn cái mẫu luôn giùm em miếng nè mấy chị. Con áo chút chống tụt này mấy chị thế nào ạ? Mút của nó rơi tầm khoảng 2 phân. Mút của nó rơi tầm khoảng 2 phân thôi nha mấy chị đẹp nha. Có cái độ nâng ngực luôn ok. Mặc lên ôm cái vòng ngực của mình rất là gọn luôn. Và làm như thế nào mấy chị? Làm cái này, cái bảng của mình là bảng to. Cái bảng này là bảng to. Mình làm cái quai ngang như thế này luôn. Mình mặc luôn. Thứ nhất là mình có thể mình cởi cái dây ra. Cởi cái dây áo này ra mình mặc ngang cũng được nha mấy chị đẹp nghe. Mình mặc ngang cũng được luôn, thoải mái giống như là mình muốn mặc áo ba lỗ này, áo dây để không có hở dây, mình gỡ cái dây này ra luôn giùm em, nó vẫn định hình, vẫn giữ được cái form dáng cho mình nha mấy chị đẹp nghe. Ở đây nó còn thiết kế thêm cho mấy chị thêm một cái quai ngang để hỗ trợ nè. Đây bởi vì mới gọi là con áo chống tụt đó mấy chị đẹp nha. Rồi bút nó rơi tầm khoảng 2 phân luôn giùm em mấy chị, nhìn cái form ngực của nó mặc lên rất là đẹp luôn mấy chị. Nó ôm gọn cái phần ngực của mình nha. Bên em miếng may cái thiết kế cái vòng này mà mặc lên nó ôm trọn phần ngực của mình, chứ không phải mặc giống như mấy cái áo ngực thường thường ở ngoài mặc lên là nó lồi lên hoặc nó không ôm được hết đâu. Làm cái form ngực không có ok nha mấy chị nha. Phía sau của nó gài của nó là gài 4 nha mấy chị. Phía sau của nó là gài 4 luôn. Con áo chống tụt này bên em miếng tại shop bên em miếng bán rất chạy hàng. Rồi chị đẹp nào thích chốt cho em miếng mã này luôn giùm em miếng nha mấy chị đẹp nghe. A08 luôn giùm em, giá gốc của nó tại shop em miếng và giá niêm yết luôn là 320 ngàn. Em giảm hẳn cho mấy chị còn 192 ngàn. Rồi chị đẹp nào lại chốt cho em miếng là mã A08 luôn giùm em. A08 cho mấy chị yêu ơi. A08 320 em giảm luôn cho mấy chị còn 192 ngàn. Tình yêu nào thích chốt cho em miếng là mã A02 luôn giùm em nha. A08 320 em miếng giảm luôn cho mấy chị còn 192 ngàn. Phơm của nó là mấy chị cường muốn mua cho tới 70kg mình có size nha mấy chị đẹp nghe. Mình mặc size nào mình comment size đó luôn giùm em, hoặc là 34 cho tới 40 á nha mấy chị nha. Rồi nó rơi tầm số ký 70kg đỡ rồi trở lại là mình sẽ có size luôn giùm em nha. Rồi A08 giùm em 320 em giảm luôn cho mấy chị còn 192 ngàn. Tình yêu nào lại nhìn cái phơm áo này mấy chị ơi, nhìn cái phơm áo mặc lên ôm ngực cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Quai của nó là quai ngang nha mấy chị, cho nên là mình mặc ở phần này mình che được khuyết điểm mở nách của mình nè. Đây che được cái khuyết điểm mở nách của mình nha mấy chị đẹp nghe. Rồi phía sau của nó sẽ gài 4 luôn đó mấy chị thấy không, nó cúp ngang mình có thể mình tháo dây ra mình mặc ngang cũng được nha mấy chị đẹp ơi. Rồi mã A08 luôn giùm em 320 em giảm luôn cho mấy chị hẳn trên live stream luôn nha, mua trực tiếp trên live mới được giá này nha mấy chị ơi, 192 ngàn. Rồi chị đẹp nào lái chốt cho em miếng là mã A08 luôn giùm em.
192k luôn nha mấy tình yêu ơi. Chị nào lái chốt luôn nha mấy miếng là mã A08, cái phơm lên rất đẹp nha mấy chị yêu nha. Cái này em có 3 màu nha mấy chị. Em miếng có 3 màu. Màu da nè mấy chị ơi, màu rút và màu đen. Rồi ai lấy con mã này chốt cho em miếng là mã A08 320 em giảm luôn cho mấy chị 192.000. Trời ơi mấy chị ơi, giảm hơn 100k luôn nha mấy chị đẹp nghe. A08 luôn giùm em, 320 em giảm luôn 120.000, em có màu đen. 3 màu nha mấy chị đẹp nghe, chị nào lấy chốt luôn giùm em miếng cho mấy chị. A02 miếng giảm luôn cho mấy chị còn 320 giảm còn 192.000 rồi. Ok, chị nào mình cần lên mã nào cứ comment lên luôn giùm em miếng cho mấy chị nha. Lên cho em con hồng, cho em con A74 đi chị. A74 đi. Rồi mấy chị ơi, lên tiếp một con mã cái form này ống lực này đỉnh nè. Ống lực này bán chạy lắm nha mấy chị đẹp nghe. A74. Con mã A74 này là không mút luôn nha mấy chị. Chị nào đang là ngực to này mình muốn mặc thoải mái ở nhà chốt liền con mã này luôn giùm em A74 cho mấy chị. Gọng dẻo. A74 gọng dẻo nha mấy chị đẹp nghe. Gọng dẻo như nào mấy chị ơi? Ở đây nè mấy chị. Đây nè mấy chị, là cảm thấy cộng gọng dẻo nha mấy chị đẹp nha, nhìn nè. Đây nha mấy chị yêu ơi. Rồi, cái gọng này là gọng hàng nhập luôn nha mấy chị, nên là sẵn cái chất liệu của nó mấy chị nhìn nó khác lắm, cảm nhận cái chất liệu của nó khác so với những áo ngực ngoài thị trường đó mấy chị. Từ cái đường may tới mũi chị bên em đi chỉnh chu cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Sắc nét luôn này mấy chị ơi, nhìn giùm em miếng áo ngực này mấy chị, không mút nha. Cái này là không mút luôn nha mấy chị nha, gọng dẻo luôn giùm em, phơm ngực, phơm cái áo ngực này lên gọi là đỉnh luôn. Con mã A74 này, hôm qua giờ từ lúc mà em miếng khai trương tới giờ và tại shop luôn bán rất là nhiều con mã A74 này luôn. Chị đẹp nào thích con mã này, chị nào ngực to này mấy chị đẹp nha, mình không muốn mặc mút, mình muốn mặc ở nhà thoải mái mà mình vẫn muốn cho nó nâng ngực thì mình chốt con mã này là đúng luôn giùm em. Vì thiết kế này nó sẽ ôm được cái vòng ngực của mình gọn nhất luôn nha mấy chị. Mã A74 luôn giùm em miếng nha mấy chị đẹp ơi. A74 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 180.000. Tính ra con áo ngực này mấy chị ơi, nó bằng cái giá thị trường luôn rồi đó, bằng cái giá thị trường luôn. Nhưng mà mấy chị nhận về cảm nhận một con áo ngực này với so với những cái giá ngoài trăm mấy mấy chị ơi, khác một trời một vực em đảm bảo luôn nha. Rồi A74 luôn giùm em mấy chị đẹp, A74 luôn giùm em miếng mấy chị đẹp nghe. 100 hello Nguyễn Thi. Rồi 300k em giảm hẳn luôn cho mấy chị mua trải nghiệm thử sản phẩm này cho em miếng còn 180.000. Rồi chế đẹp nào lại chốt cho em miếng là mã A74 luôn giùm em, bên trên so mới vô lại chấm bài lên giùm em miếng nha. Rồi A74 luôn giùm em mấy chị đẹp ơi, 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 180.000 mua về trải nghiệm sản phẩm nha. Hàng này em miếng bao cho mấy chị từ đường may tới mũi chỉ, từ chất liệu luôn giùm em, hàng không mút cho mấy chị đẹp nghe. Cái này không mút luôn, gọng mà của nó là gọng dẻo mấy chị, mặc cảm giác ôm ngực cực kỳ luôn. Riêng con mã này là con mã best seller bên nhà em luôn, mặc rất là êm luôn nha mấy chị đẹp ơi. Bán chạy tại shop rất nhiều vì có nhiều cô là thích cái mã này nè mấy chị, vì nó không có mút á. Nó không có mút đó mấy chị đẹp ơi, mà cái form của áo mặc lên nó gọn cái ngực của mình, ôm vòng ngực của mình lên. Rồi chị đẹp nào lấy chốt em A74 cho em miếng có 3 màu nha mấy chị đẹp nghe. A74 có 3 màu, màu đen nha mấy chị. Màu nãy miếng đang la là màu da, màu rút giùm em. Bây giờ đây là màu đen, màu da giùm em, những cái màu cơ bản nhất nha mấy chị đẹp nghe. Rồi ai thích con mã này thì chốt luôn giùm miếng là mã A74 luôn giùm em nha mấy chị đẹp. Từ có size từ 34 cho tới 40 luôn giùm em, tương đương từ 40 cho tới 70kg nha. Rồi chị đẹp nào lái chốt luôn giùm em là con mã A74 luôn giùm em nha mấy chị yêu ơi. A74 luôn giùm em miếng nha mấy chị. 300k em giảm luôn cho mấy chị 180.000. Rồi chị đẹp nào lái chốt đơn giùm em là mã A74 luôn giùm em 180.000, đưa cho em một cái mẫu quần lót. A74 luôn giùm em miếng nha mấy chị ơi. 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 174.000. 180.000 sorry mấy chị nha. Rồi tiếp tục luôn giùm em nè. Con mã quần nâng mông hả? Em đang con mã quần nâng mông luôn nha mấy chị nghe. Quần nâng mông luôn giùm em mấy chị yêu ơi. Rồi đợi em xíu vô cái phần mềm coi được cái comment mấy chị đẹp nha. Comment hôm nay là yếu lắm, hồi nãy em quên kêu nó muốn quan trọng mua cái xong mà tắt cái màn lại. Rồi mấy chị ơi nhìn, trời ơi mấy chị ơi, cầm cái độ thun của nó nè mấy chị. Cầm cái độ này nè mấy chị nhìn nè, ghiền cho mấy chị yêu ơi, nhìn này mấy chị yêu ơi, xịn sò luôn nha mấy chị. Đây test cho mấy chị con cái quần lót này cực kỳ êm luôn nè mấy chị đẹp. Đây luôn nhìn giùm em miếng nha mấy chị đẹp nghe. Trời ơi mấy chị ơi, con mã quần độ mông siêu đẹp cho em miếng. Mã quần độ mông siêu đẹp luôn nha mấy chị đẹp ơi.
ai lấy con mã này chốt luôn luôn giùm em Yến, con mã này cực kỳ êm luôn. Chị nào đang có vòng 3 của mình không có được ok tí xíu, không có được đầy đặn thì mấy chị ơi mình không có phải lo gì hết. Nó có những cái sản phẩm nó hỗ trợ cho mấy chị rồi. Áo nâng mông giùm em, gọi là áo độ mông nó mấy chị đây. Nó cũng độ vừa phải, mấy chị nhìn cái mông căng tròn lên không? Làm cho mấy chị thêm cái thiết kế thêm một cái đường này, gọi là cảm giác nó tự nhiên đó mấy chị, không phải là mặc vô nó cảm thấy nó bị kỳ bị lộ quá đâu. Đây con mã quần độ mông này luôn giùm em Yến, hàng cao cấp bên nhà em, chất của nó là thun cô tông xịn luôn nha. Thun cô tông xịn luôn nha mấy chị ơi, nhìn luôn giùm em Yến nè. Trời ơi, nhìn cái lạc quần của nó này mấy chị ơi, xịn sò luôn nha mấy chị. Ô là trời, nhìn nè mấy chị đẹp ơi, nó xịn sò cực kỳ luôn nha mấy chị đẹp ơi. Ai lấy chốt đơn luôn giùm em Yến con mã quần độ mông này là mã gì vậy chị? Mã quần độ mông này luôn giùm em Yến mấy chị ơi. Mã 61. Mã Q61 luôn giùm em, giá gốc là 220.000. Giá gốc là 220.000. Ờ còn Q61 luôn giùm em 220. Em giảm luôn cho mấy chị còn 132.000, giảm phân nửa, gần như phân nửa luôn rồi nha mấy chị đẹp nha. Ai lấy con mã này chốt luôn giùm em Yến là mã A61, Q61 luôn giùm em. 220 vì cái hàng của nó cao cấp lắm nha mấy chị đẹp. Chị đẹp nào mình đang có vòng 3 mình không có được gọi là đầy đặn á, mình muốn mua những con áo này, quần này mình hỗ trợ đấy mấy chị ơi. Mặc lên rất là êm luôn nha mấy chị đẹp nghe. Cái mút của nó phía trong nó lên tầm khoảng từ 3 phân nha mấy chị, 3 phân để nâng vừa phải thôi chứ mà nâng quá nó ố về. Nâng quá là nó ố về nha mấy chị đẹp nghe. Rồi cái gì nó cũng vừa vừa cho nó tự nhiên nha mấy chị. Rồi mã này luôn giùm em Yến, mã Q61 luôn giùm em. Giá gốc 220.000 mấy chị chốt trực tiếp trên live. Em Yến giảm luôn cho mấy chị còn 132.000 nha. Cái này có size đúng không chị đẹp? Cái này có size từ 40 cho tới 70 kg nha mấy chị đẹp ơi. Rồi, mã này em có hai màu, chị đẹp nào lái chốt luôn giùm em Yến nha mấy chị đẹp ơi, có hai màu. Có hai màu luôn giùm em Yến nha mấy chị. Em rất là thích cái con quần này vì nó may rất là đẹp luôn mấy chị ơi. May rất đẹp luôn nha mấy chị nha, nhìn cái độ co giãn của nó. Trời ơi, cái lưng của nó mấy chị ghiền luôn mấy chị ơi. Cái lưng của nó cực kỳ êm luôn nè. Đó, co giãn thoải mái luôn nha mấy chị đẹp nghe. Ai lái chốt luôn giùm em Yến mã này. Q61 luôn giùm em Yến nha mấy chị đẹp nghe đây. Tình yêu nào lái chốt cho em Yến là mã Q61, co giãn thoải mái luôn giùm em Yến nè mấy chị ơi. Trời ơi, mấy chị nhìn cái độ của nó. Co giãn 4 chiều, đây là cô tông xịn luôn nha mấy chị. Chất của nó là cô tông xịn luôn nha mấy chị đẹp ơi, nhìn này giùm em Yến nè. Rồi Q61 luôn giùm em, giảm trực tiếp cho mấy chị luôn là còn 132.000. Giá này thật sự mấy chị chỉ mua được trên live thôi, mấy chị mua shop không có giá này luôn á. Rồi 320 em giảm còn 132.000, Q61 từ 40 cho tới 70 kg, chị nào lái chốt luôn giùm em nha. Đây luôn giùm em Yến mấy chị ơi, đẹp lắm. Chị nào lái chốt luôn giùm em mã Q61 rồi qua mã. Tương tác bài like mấy chị ơi. Tương tác bài like lên giùm em Yến xíu cho mấy chị nha, hỗ trợ tương tác bài like lên giùm em Yến cho mấy chị đẹp ơi. Q61 luôn giùm em là mã quần đụng mông luôn giùm em 100 a. Q61 là được rồi. Q61 luôn giùm em Yến nha mấy chị ơi, 132.000 rồi lên 100 mấy chị thêm một con mã quần lót nữa mấy chị đẹp. Quần lót này là mặc nâng được ôm được cái vòng bụng của mình đúng không chị? Cái đó vừa đúng. Vừa tới đúng luôn, nhưng mà coi vậy cái quần này em có mặc rồi nè. Quần này em đang mặc, quần này mấy chị ơi, quần này bữa lấy về mặc rồi. Êm lắm. Êm lắm nha mấy chị đẹp nghe. Chất của nó là cô tông phố ren. Cô tông phố ren cực kỳ xịn luôn nha mấy chị. Nhìn nè mấy chị đẹp ơi. Thật sự luôn, nói về cái độ mà cô tăng bên nhà em á may cho mấy chị thật sự luôn, mấy chị ơi không có dụng lời lấy hàng nhái hàng đô rồi mặc nóng lắm. Cô tăng là phải cô tăng xính cấp mặc nó mới êm như mấy chị đẹp nha. Còn cô tăng mà hàng cô tăng tàu mặc vô nóng lắm, mặc giặt vài bữa nó chỗ lông nó mấy chị đẹp, với lại mặc nó khó chịu bí bách không, nó thấm hút mồ hôi nha mấy chị đẹp nghe. Mình sử dụng mình chọn những cái sản phẩm đồ lót mấy chị, nó thật sự luôn bây giờ á mình nếu mà gọi là kinh tế nó đang khó khăn nhưng mà thật sự cái sức khỏe nó vẫn là quan trọng. Em nói thật sự luôn nha mấy chị ơi, sức khỏe nó quan trọng với mình lắm. Mà mấy chị biết để ý luôn á, mình bị gọi là gì ta, bị viêm phụ khoa nè, bị tử cung nè mấy chị, là như thế nào mình chọn. Nói chung là những cái sản phẩm đồ lót á mấy chị nó ảnh hưởng cực kỳ luôn. Cái này là em khuyên chân thành luôn á. Nên là mấy chị nào mình cảm thấy mình bảo vệ sức khỏe mình từ từ đi mấy chị đẹp, mình đừng có ham rẻ quá. Em nói thật sự luôn, ví dụ như cái nào mình tiết kiệm được thì mình tiết kiệm. Còn cái này mình mặc trên cơ thể mình mà, một cái đồ lót mình có thể là mặc thường 2 tháng là mình phải bỏ đi rồi. Em nói thật sự 1 tới 2 tháng mình có thể bỏ, cho dù là hàng đó là hàng cao cấp cỡ nào em nghĩ là mấy chị cũng nên thay. Vì khi nào mình đã mặc thường xuyên như vậy rồi, cái này là mình mặc thường xuyên luôn á. Nhiều khi đồ bộ hoặc là đồ đi chơi hoặc nào lâu lâu mình mới xách ra mình bận, còn này hầu như ngày nào thay đổi giặt mặc liên tục luôn.
mà mấy chị để mặc lâu quá một sản phẩm nó ảnh hưởng lắm nha mấy chị đẹp nha. Nên thật sự chị em mình phụ nữ mình cứ tìm hiểu và mình bảo vệ sức khỏe của mình là trên hết. Một cái sản phẩm vài chục ngàn như thế này mấy chị cứ mặc về trải nghiệm cho em Yến. Như em Yến nói, mặc nó phải êm, mặc nó phải dễ chịu, phải thoáng mát cho mấy chị đẹp nghe. Rồi ai lấy con mã quần này đi, mã quần em Yến tư vấn rất kỹ luôn giùm em về cái giá của nó so với giá thị trường á. Nếu mà mấy chị chưa hiểu về những cái sản phẩm cao thì mấy chị nói là so sánh nó sao nó cao quá. Tôi ra ngoài chợ tôi mua quần có 20.000, 25.000 cái mặc đi cho nó mặc cũng được rồi. Nhưng mấy chị ơi, tiền nào của đó, chất liệu nào nó mỗi cái nó sẽ có một sự khác nhau luôn giùm em nha. Rồi mã này cho em Yến là mã Q77 luôn giùm em nè mấy chị. Q77 luôn giùm em. Em bán con quần này là 120.000, em giả luôn cho mấy chị còn 72.000 thì con quần này là vừa tới rúng luôn nè mấy chị, cái cạp của nó cao. Rồi chị nào lại chốt luôn giùm em Yến là mã Q77 luôn giùm em nha mấy chị đẹp nghe. Rồi giá của nó là 120.000, con quần này rất đẹp bên em, quần cô tông phối ren xịn nha mấy chị nha. Em bán theo lẻ, bán theo từng cái chị Tuấn Hà ơi. Mình có thể mua vài cái, mua nhiều mẫu luôn giùm em nha. Bên em Yến chuyên đi hàng cao cấp nha mấy chị. Rồi 120.000 em Yến bán luôn cho mấy chị 72k. Chị nào lái chốt luôn giùm em, có 3 màu nha. Có 3 màu luôn giùm em Yến nha mấy chị. Rồi cho em Yến mã này luôn giùm em Yến là mã Q77 luôn giùm em. Có màu đen, màu ruốc và màu nu giùm em nha. Chị nào lái chốt giùm em Yến nha mấy chị ơi, Q77 luôn giùm em. Q77 luôn giùm em Yến nha mấy chị ơi. 120 em giảm luôn cho mấy chị còn 72k. Co giãn thoải mái luôn, co giãn thoải mái luôn nha mấy chị đẹp ơi. Ai lấy chốt cho em Yến là mã này giùm em Yến, mã Q77 giùm em nha, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ok chị Lan Lê, Q77 luôn giùm em Yến nha mấy chị. Q77 luôn giùm em Yến nha mấy chị ơi. Ok chị Lan Lê, ba màu ba cái đúng không mấy chị ơi, bảo vệ sức khỏe mình đi. Mỗi người thật sự luôn mấy chị, tiền nào của đó nha mấy chị đẹp nha. Nên là mình chỉ cứ thử, mình trải nghiệm thử một lần, mình mặc cái hàng nó vừa phải, em nghĩ nó cũng không cao quá đâu mấy chị. Đối với hàng cao có thể một cái quần lót nó mấy trăm ngàn luôn, nó thật sự luôn á. Nhưng mà cái giá này vẫn là mức giá tầm trung. Em Yến đã giảm giá cho mấy chị trải nghiệm sản phẩm luôn rồi. Rồi chị đẹp nào lại chốt cho em Yến là mã Q77 luôn giùm em. Cô mã quần lót cao cấp giùm em, cô tông phố ren nha mấy chị yêu nha. Quần này mình mặc cái lưng của nó là sẽ vừa phải vừa tới rúng luôn nè. Mấy chị có thể được che được một ít khuyết điểm của mình là mở bụng nè. Rồi chị đẹp nào lại chốt luôn giùm em Yến là mã Q777 luôn giùm em. Rồi giá lót của nó 120.000, em giảm luôn cho mấy chị còn 72k một cái giùm em Yến nha. Ai lại chốt giùm em là mã Q77. Rồi đưa cho em con mã quần kia luôn đi chị, 555 luôn. Thêm một con mã như vậy, lưng này cũng như vậy luôn phải không? Cái chất hồi nãy mới lên mã Q77 á là cô tông phố ren. Nhưng mà nó dập à. Còn cái quần mã này trời mấy chị ơi êm lắm. Con mã này cầm lên tay mướt mùng một luôn. Con mã này cầm lên tay nó mướt lắm mấy chị đẹp ơi. Đây luôn nhờ mấy miếng mấy chị. Cái này nó dập mông đúng không chị đẹp ơi? Đây, mặc vô cảm giác nó êm lắm mấy chị ơi. Thật sự luôn, ai đang mặc những cái quần tay, quần ôm nè, mặc đầm body nè, mấy chị sợ lộ những cái đường viền này nhìn nó không được gọi là thẩm mỹ tí xíu thì mình chốt con mã này luôn giùm em. Cái chất của nó không phải xu nha, không phải hàng xu, bên em biết không bán hàng xu nha mấy chị đẹp ơi. Rồi mấy chị nhìn cái độ của nó, chất nó cầm lên nó mướt lắm mấy chị ơi. Cảm giác giống mình, mấy chị giống như đi mua đồ cho em bé mà mấy chị sử dụng những cái sản phẩm hoặc là chất liệu mà nó mềm mịn á, thì em nói thật cái con này nó y chang chất liệu như vậy luôn, rất đẹp luôn nha mấy chị nha. Con mã này nên đáng trải nghiệm luôn giùm em nè mấy chị ơi. Mã này kêu là mã Q555 luôn giùm em, 120 bằng giá với con kia, em giảm luôn cho mấy chị 72.000, giảm cho mấy chị 50k luôn còn 72k luôn giùm em. Chị nào lấy chốt luôn giùm em miếng là mã Q555 luôn giùm em, chất nó rất đẹp nha mấy chị. Nhìn hàng nè, phố ren cho mấy chị coi giãn thoải mái, cái lưng làm rất êm nha. Từ đường may tính của chị em nói mấy chị nâng niu một cái sản phẩm cho mấy chị tới tay là không có một cọng chỉ thừa, kiểm tra tất cả hàng lỗi luôn nha mấy chị nha. Nên sản phẩm tới mấy chị gọi là 99% luôn rồi, mấy chị kiểm tra thoải mái cho em. Vì bên em Yến đã có một cái bộ phận kiểm tra hàng rất kỹ luôn nha mấy chị đẹp nghe, yên tâm luôn giùm em, co giãn nè, co giãn thoải mái luôn giùm em Yến nha. Rồi ai lấy chốt cho em Yến con mã này luôn giùm em là mã Q777. Chị nào đang xem muốn lên mẫu nào cứ comment lên luôn giúp em Yến nha. Q777 luôn giùm em Yến, 120.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 72k. Ai lấy chốt cho em Yến là mã Q777 luôn giùm em, tương tác bài like cho em Yến. Em Yến sẽ cố gắng like thường xuyên vì trang bay là trang bay mới, mình sẽ Yến mới khai trương nên là em Yến cần cho mấy chị là mỗi ngày em Yến sẽ lên giới thiệu sản phẩm cho mấy chị trải nghiệm được. Mấy chị mặc đẹp về mấy chị sẽ ủng hộ em, mấy chị tương tác giùm em và mấy chị giới thiệu giúp em Yến nha. Rồi mã Q77 luôn giùm em Yến mấy chị đẹp ơi, 120.000
em dặn cho mấy chị còn 72k mã Q555 luôn giùm em. Hai con mã nó gần như giống nhau, gần giá tiền, nhưng mà con mã này chất liệu nó khác nhau. Mã hồi nãy nó cũng phối ren, mà mã này nó cũng phối ren, nhưng mà ở đây phía sau nó chất liệu khác nhau hoàn toàn. Giặt đường mong cho mấy chị nè, mấy chị đẹp ơi, mặt không có bị lộ viền nha. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em mã Q555 giùm em, co giãn thoải mái mấy chị đẹp ơi. Trời ơi mấy chị nhìn con quần em kéo nhiệt tình, co giãn êm lắm, thì mấy chị cảm nhận mấy chị mặc lên cơ thể mình nó như thế nào. Mấy chị mặc êm lắm luôn nha mấy chị đẹp nghe. Q555 luôn giùm em, 120 em giảm cho mấy chị còn 72k, có hai màu. Mã này có hai màu nha mấy chị đẹp nghe. Mã này có hai màu, màu nâu và màu đen. Chị đang thích màu đen thì mình chốt màu đen chất đẹp lắm mấy chị ơi. Thật sự con mã này đáng đồng tiền mặc không mấy chị. Mã Q555 luôn giùm em, 120 em giảm còn 72k luôn giùm em miếng nha mấy chị. Ai lấy chốt đơn giùm em cái mã áo ngực này đi, mã A78 A78 luôn giùm em nha mấy chị nha. Mặc em một con mẫu bra lên thế này. Mã Q55 nha mấy chị đẹp ơi. Lấy chốt giùm em là mã Q555 luôn giùm em nha mấy chị. Q55 bây giờ lên thêm một cho mấy chị một con áo mặc áo dài nè, hoặc là mấy chị mua cho mấy bé ở nhà mình cần mặc những con áo đơn giản, như là áo trắng mặc áo dài. Mặc áo không, nói chung là dễ bận nha mấy chị đẹp ơi. Mút nó rơi tầm khoảng 1 phân thôi, 1 phân cho tới 2 phân thôi nha mấy chị. Mút mỏng, muốn mỏng khoảng 1 phân thôi nha mấy chị đẹp ơi. Cái phơm áo này là dễ bận cực kỳ, phơm áo dễ bận nha mấy chị nha. Ai mang cũng được, người lớn mang cũng được, trẻ trung mang cũng được, mấy bé học sinh học 11, 12 bận vô tư luôn giùm em nha. Rồi con mã áo ngực này, thứ nhất biết sao mấy chị đẹp ơi, nó vì nó không có mút nhiều, nó dễ bận lắm, lớn nhỏ gì bận cũng được nha mấy chị đẹp nghe. Đây phơm áo của nó cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân, mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân nha mấy chị đẹp ơi. Phía trong của nó sẽ may một cái miếng lót như thế này để mấy chị cảm giác nâng ngực, cho mấy chị lột nâng cái vòng ngực của mình lên gọn nhất có thể nha. Rồi mã này cho em biết là mã A78 luôn giùm em có hai màu, em miếng có hai màu nha mấy chị đẹp ơi. A78 luôn giùm em miếng nha mấy chị, 300k em giảm luôn còn 180.000. Chị nào lấy chốt luôn giùm em miếng nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt luôn giùm em miếng là mã A78 luôn giùm em, cực kỳ sò luôn, 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 180.000. Rồi chế đẹp nào lại chốt luôn giùm miếng là mã Q78 luôn giùm em. A78 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 180.000. Chị nào lại chốt luôn giùm miếng là mã A78 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 180.000. Có size từ 34 cho tới 40 nha. Ai lấy chốt luôn giùm em miếng là mã A78 đi mấy chị đẹp ơi. Con mã này em miếng có hai màu dễ bận, mút của có tơ tầm khoảng 1 phân thôi nha mấy chị đẹp nha. 1 phân thôi, lớn nhỏ gì mình bận cũng được con mã này luôn giùm em. Trời mấy chị nhìn cái mút của nó cực kỳ êm luôn này mấy chứ. Cảm giác thoải mái luôn mấy chị, lặn ra lặn vô thoải mái, nhìn vẫn còn cái phơm ngực không bị mất luôn nào. Nên mấy chị giặt trong cái giặt vô tư luôn giùm em nha. Nó không có sợ bị mất cái phơm áo ngực. Mình thấy bẻ tới bẻ luôn. Đây áo ngực mà kiểu mà áo ngực mà thường thường bẻ cái là quay lên xong nó méo qua một bên liền. Thì luôn đó mấy chị ơi, nhìn nào nãy giờ. Nắng bẻ thoải mái luôn, vẫn về cái phơm áo ngực cỡ nào nó vẫn về cái phơm áo ngực như ban đầu. Rồi, mã này cho em miếng là mã A78 luôn giùm em. 300k em giảm cho mấy chị còn 180.000, chút này mấy chị đẹp ơi. 34 cho tới 40 nha mấy chị, giá có size luôn giùm em từ 40 cho tới 70 kg nha mấy chị đẹp nha. Rồi lên cho mấy chị một con mẫu bờ ra. Lên cho mấy chị một con mẫu bờ ra này mấy chị đẹp ơi. Mẫu bờ ra này best seller luôn, mẫu bờ ra này rất êm, mặc thời trang luôn giùm em, mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân. Mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân mấy chị, nhìn cái phơm áo và cái tay cánh tiên rất cưng luôn mấy chị. Cái tay cánh tiên của nó rất cưng rồi mấy chơi, nhìn cái tay cánh tiên của nó nè mấy chị dễ thương chưa. Đây nha mấy chị nha, mình mặc thời trang, mặc ở nhà cũng được nha mấy chị đẹp ơi. Rồi chị đẹp nào thích con mẫu bờ ra mình chốt luôn giùm em miếng nha mấy chị. Ai thích những con mẫu bờ ra như thế này mình chốt liền luôn giùm em miếng nha mấy chị yêu ơi. Rồi con mẫu bờ ra này luôn giùm em miếng, ai lấy chốt luôn giùm em miếng mã của nó là mã A07, bra 07 luôn giùm em, 265.000. Em giảm luôn cho mấy chị còn 160.000. 160.000 luôn giùm em mã bra 07 luôn giùm em, 265. Em giảm hẳn trên like cho mấy chị gần 100k về trải nghiệm sản phẩm luôn giùm em nha. Còn 160.000 chị đẹp nào lại chốt luôn giùm em miếng là mã bra 07 luôn giùm em. Bra 07 luôn giùm em, thả nút like trên màn hình luôn giùm em miếng cho mấy chị đẹp ơi. 265.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 160.000, rất êm nhớ chị đẹp nghe. Bra 07 luôn giùm em, 265 em giảm luôn 160.000, chị đẹp nào lại chốt luôn giùm em miếng mấy chị đẹp.
160.000 nha mấy tình yêu ơi. Rồi mua hàng cứ kèm mã kèm số điện thoại bên em Yến sẽ lên đơn cho mấy chị nha, không cần phải đọc tên đâu nha mấy chị đẹp nghe. Mra 07 luôn giùm em 265.000. Em chốt luôn sale trên trực tiếp trên livestream cho mấy chị còn 160.000. 160.000 cái form của nó, cái tay kính tiên cực kỳ em luôn nha mấy chị đẹp nghe. Mra 07 luôn giùm em. Ai lấy chốt luôn giùm em Yến nha mấy chị nha, đưa màu cho mấy chị coi nè. Rồi cái đó là em Yến sẽ có 3 màu, màu da. Màu này cho em là màu rút cho mấy tình yêu, màu này là màu rút cho mấy chị, màu này là màu đen luôn giùm em. Đây luôn giùm em, màu này cho em là màu đen. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em nha, bra 07 luôn giùm em. 265.000 em còn 160.000. Rồi tương tác bài like luôn giùm em miếng xíu nha mấy chị đẹp nghe. Chị nào thích mẫu nào cứ comment lên luôn giùm em miếng. Bra 07 luôn giùm em 265.000 em chốt luôn cho mấy chị còn 160.000. 160.000 thôi nha mấy tình yêu ơi. Rồi mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân nha mấy chị đẹp nha. Mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân. Cái này mấy chị có thể là mặc ở nhà như áo ngực bình thường, hoặc là mấy chị sẽ mặc đi chơi. Bờ ra khoác cho một cái áo vest ở ngoài, hoặc là mình mặc thời trang đi biển cũng vô tư nha mấy tình yêu nha. Cái này mình mặc giờ thoải mái lắm nha mấy chị đẹp ơi. Bờ ra 07 luôn giùm em. 265 em giảm luôn cho mấy chị còn 160.000. Co giãn thoải mái, độ đen khỏi bàn. Riêng cái độ đen em giới thiệu nhiều lắm luôn mấy chị ơi. Mút của nó rất êm nè. Đây nha mấy chị nha. Mút của nó rất là êm luôn nha mấy chị yêu ơi. Chị nào lái chốt thì miễn là mở bra 07. Bra 07 luôn giùm em, miễn có 3 màu giơ lại đưa lại cho mẫu mặt mấy chị nhìn các form lên đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi bra 07 luôn giùm em. 265.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 160.000. Mua trực tiếp trên live để được giá này nha mấy chị đẹp nghe. Giá gốc giá thì biết bên em vẫn là 265.000 nha mấy chị. Rồi ai lấy mã này comment cho em miếng là mã bra 07 265.000, mua hàng kèm mã kèm số điện thoại giùm em, kèm size trên một dòng có đơn hàng giùm em miếng nha mấy chị đẹp ơi. 265.000 em còn 265 em sale còn 160.000 nha. Rồi qua giùm em mấy chị đẹp. Rồi lên cho em miếng một con mã quần ren. Con mã quần ren này nếu mà mấy chị thích, mấy chị có thể mua cùng một bộ luôn. Mua cùng một bộ là sexy girl luôn nha mấy chị ơi. Cùng một bộ là đúng đẹp luôn nha mấy chị đây. Rồi mấy chị ơi nhìn nè, đó thấy chưa, mặc con bộ đồ này là đi biển đúng bài luôn nha mấy chị ơi. Nhìn nè mấy chị, đúng gu đúng bài của nó luôn mấy chị nhìn nè. Trời ơi nó đẹp quá mấy chị yêu ơi, nhìn một cái sự gọi phối hợp quá ư là ok luôn mấy chị nha. Cho dù nó là một cái set rồi nhưng mà miến phố ra tay kính tiền phố ren sexy cho mấy chị đẹp, đẹp quá mấy chị. Chốt luôn một con bộ này về mình mặc cảm thấy yêu bản thân mình hơn, mình mặc những sản phẩm như này mình cảm thấy mình yêu bản thân mình hơn, mình rồi có động lực mình giảm cân rồi đó mấy chị đẹp. Nói thật sự luôn, em nói thật sự em đam mê đồ lót lắm mấy chị ơi. Em hồi trước em miếng không có quan trọng đâu, hồi trước là cũng không quan trọng, mặc gì cũng được, miễn sao là mặc ở trong mà ai đâu thấy. Nhưng mà thời buổi bây giờ rồi mấy chị, mình cảm thấy là mặc vô mình thấy đẹp, mình thấy yêu bản thân mình nhiều liền nha mấy chị đẹp nghe. Rồi cho em miếng mã này luôn giùm em, mã này là mã bra 07 nha mấy chị nha. 265 em xe còn 160.000 nha mấy chị. Ai lấy chốt luôn giùm em. Trời ơi em mới cầm nó đúng mài con quần lót đẹp quá mấy chị nhìn phơm nè. Ôi ơi mấy chị ơi sexy chưa mấy chị, cái ren của nó trời ơi mấy chị ơi, em cầm này mấy chị nhìn cái độ ren của nó này mấy chị ơi, rất đẹp luôn. Nhìn cái ren của nó này mấy chị, em cầm thôi mà nhìn vô nhìn cái mông cưng dễ sợ luôn mấy chị đẹp. Rồi cho em miếng mã này luôn giùm em, miếng mã quần lót cao cấp bên nhà em nha, quần lót cao cấp nha mấy chị đẹp nghe. Rồi chị nào thích chốt cho em miếng, ai là thích gu thiết kế rồi thu thời trang nè sexy nè, chốt mã này luôn giùm em miếng mã ren, mã quần rót ren này luôn giùm em miếng siêu đẹp. Mã 1304 giùm em 130 em giảm còn 78.000. 1304 em miếng giảm cho mấy chị còn 78.000 luôn giùm em. Hàng cao cấp nha. Cái này có size big size. Cái này tới 100kg luôn đó mấy chị. Hàng tới 100kg luôn không chị? Ôi mấy chị ơi, mấy chị nào mà mẫm mỉm nào hồi trước giờ muốn mặc những con hàng thiết kế ren như thế này mà không có, không đi ra ngoài chợ, em khẳng định luôn mấy chị nói mấy chị 80-90kg là không có quần lót cho mấy chị đâu, không có size đâu em khẳng định luôn á. Tại ngoài chợ cao lắm là 65kg thôi, và đa số ngoài chợ quần lót á là nó một size, nó phi size hết. Là mấy chị là bao nhiêu ký là mấy chị cứ mặc như vậy đó. Chị nào mà mặc quá thì mặc vô nó chật về khó chịu, ngồi lên ngồi xuống không được. Còn chị nào ốm quá thì mặc cho nó rộng. Nhưng mấy chị đẹp nghe cũng rộng phùng vình luôn. Nên là hàng bên em miếng đi hàng thiết kế hàng chuẩn size. Nhưng mấy chị đẹp nghe nên là cái size này chị nào mình nè 70-80kg, 90kg bông chen vô tư luôn giùm em. Thích kiểu sexy này chốt liền luôn giùm em nha. Rồi mã này chê miếng 1304 giùm em.
130.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 78.000. 1304 em giảm luôn cho mấy chị còn 78.000 luôn giùm em. Chị nào lấy chốt luôn giùm em miếng mã 1304 đi mấy chị. Nhưng mấy chị đẹp ngang ok chị Tuấn Hà lên số điện thoại luôn giùm em. Chị Tuấn Hà ơi lên số điện thoại luôn giùm em miếng chốt đơn nha. Rồi mua hàng mấy chị ơi lên số điện thoại, kèm số điện thoại kèm mã luôn giùm em một dòng bên em miếng in bill ra ngày mai nhân viên chốt đơn cho mấy chị nha. Rồi mấy chị nhiều khi mấy chị đang coi live tắt livestream mấy chị có thể mua xem lại live của bên em. Mấy chị comment mã như thế này ngày mai vẫn có đơn hàng nha. Rồi cứ comment đúng mã luôn giùm em. Quần ren bao nhiêu một chục vậy shop? Dạ bên em miếng bán lẻ cho chị Nguyễn Thị Loan ơi, bên em bán lẻ tại vì bên em miếng này làm sản phẩm cao cấp đó chị. Chị Nguyễn Thị Loan ơi, bên em miếng là đi cái hàng cao cấp nha, ren xịn của em luôn, ren của miếng là chất liệu của nó là ren nhập luôn rồi. Cái quần này đi mua ngoài những cái ngoài siêu thị nó bán 200.000 một có một cái quần, em nói thật. Đây là sản phẩm độc quyền bên nhà em nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy chốt luôn giùm miếng mã này luôn giùm em, mã quần ren cho em miếng mấy chị đẹp ngang 1304 cao cấp luôn cho em miếng, cái độ ren rất êm. Chị Tuấn Hà ơi lên giùm miếng số điện thoại nha. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em miếng mấy chị đẹp ơi, mã 1304 luôn giùm miếng 130.000 mà giá gốc một cái nha mấy chị đẹp nghe. Em giảm hẳn cho mấy chị 50k còn 178.000 giảm gần 50k luôn mấy chị đẹp hàng. Cái ren nè em cầm, trời ơi mấy chị ơi, mấy chị đẹp ơi, nhìn cái ren của nó cầm mà kéo lên như là cô tông luôn mấy chị. Ren mà nó mềm, nó mịn mà nó co giãn nè mấy chị ơi, thì mấy chị nghĩ lên mình mặc lên cơ thể mình nó như thế nào nha. Rồi ok chị Tuấn à. Rồi bra mặc mẫu bra 0736 màu da chị Tuấn Hà ok chị. Mấy chị mua hàng không cần em biết đọc tên, chỉ cần comment đúng mã là được rồi. Comment đúng mã có số điện thoại bên ấy sẽ ra đơn cho mấy chị nha. Rồi mã này cho em là mã 1304, mua thử 1-2 cái về trải nghiệm nên chị Nguyễn Thị Loan nha. Rồi cho em miếng mã này, cho em miếng là mã giùm em miếng là 1304 luôn giùm em. Rồi 130.000 em giảm cho mấy chị còn 78.000. Trời ơi mấy chị ơi cái ren đẹp quá, cái ren này mấy chị 1304 luôn giùm em, co giãn thoải mái nha. Rồi em lên áo ngực cho mấy chị đẹp ơi. Cái mẫu quần này em miếng sẽ có 3 màu, màu đen màu ruốc và màu da giùm em nha mấy chị yêu nha. Đây em đưa lại cái form cho mấy chị coi nè. Đây luôn giùm em, nhìn kỹ cái form này mấy chị ơi, kẹp chưa mấy chị ơi. Đây luôn giùm em, chất ren xịn sò phía sau nè mấy chị ơi, đẹp chưa mấy chị ơi, ren co cao cấp luôn nha mấy chị nha. Cái độ ren này em bao cho mấy chị giặt mới giặt luôn vô giùm em. Cái ren thường thường mấy chị mua mấy quần rót ren ở ngoài mấy chị ơi, thật sự luôn á, mấy chị mặc vô mấy chị giặt mới giặt một hai lần là nó banh nha mấy chị đẹp nghe, là nó bung hết luôn đường chỉ luôn đó mấy chị ơi. Em khẳng định luôn, em đã từng mặc rồi, em mua hàng ở ngoài chợ mặc nhiều em biết mấy chị đẹp ơi, mặc vô là giặt mấy giặt là được vài nước thôi, hàng kiểu hàng máy lướt đó mấy chị. Rồi hàng may người ta không may kỹ, hàng may thì gọi là may sản lượng á, nên hàng người ta may nó không được kỹ lắm cho đâu, mình mặc được thời gian là tự nhiên nó tắt rồi, chứ không phải là mấy chị mặc lâu đâu, mặc một hai lần thôi mấy chị, ngồi mà mình mấy chị mà mặc mà sai mà nó không đúng nữa, ngồi lên ngồi xuống nhiều khi đách nào cũng hay luôn, nó thiệt. Rồi qua cho em miếng một con áo à, hôm nay miếng có quay clip cái mẫu này, mấy chị coi cái clip em miếng có đăng lên đó mấy chị, em coi tại xưởng em miếng may cái mẫu này là bên hiện tại sĩ của bên nhà em đặt con mẫu này rất nhiều vì con mã này bán cực kỳ chạy hot lắm mấy chị nha. Con mẫu này cho em miếng là mã áo định hình này, là tặng cho mấy chị luôn nè, tặng thêm mua cái này tặng thêm cái này luôn, phía sau mình thay đổi luôn giùm em. Con mã áo định hình này gọi cho em miếng là mã 3-1 luôn nha mấy chị đẹp nghe. Chị nào mình hết mình chốt luôn con mã này luôn giùm em. Giá hàng này đi ra ngoài những cái siêu thị nó bán 400-500 ngàn một cái, gần 500 ngàn một cái áo mực á mấy chị đẹp ơi. Xích cái cây cam lại giùm em xíu, kéo xích lại. Con mã này cho em miếng cho mấy chị đẹp ơi. Rồi ok. Rồi rồi cho em miếng mã này luôn nha mấy chị đẹp. Rồi con mã này luôn giùm em, cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị ơi. Mẫu áo định hình, áo này là áo định hình nha mấy chị đẹp ơi. Con mẫu áo định hình luôn giùm em, 3-1, mở nách mở lưng gì em bất chấp, em bao cho mấy chị về mặc vô ôm luôn, gọn ngực đẹp cực kỳ. Thứ nhất là nâng ngực, thứ hai là che được khuyết điểm luôn giùm em, mở nách mở lưng ôm hết luôn giùm em. Vì sao ạ? May cho mấy chị thiết kế như thế này nha mấy chị đẹp nghe, nhìn cái độ ren của nó nè. Trời ơi ren của nó là ren 3D, ren nổi trong này rất đẹp luôn nha mấy chị ở phía sau nè. Đẹp quá. Đẹp quá mấy chị yêu ơi, nhìn giùm em miếng nè mấy chị.
cái độ ren của nó phía sau này ôm được cái mỡ lưng của mình luôn, ôm trọn luôn cái vòng ở phía sau lưng. Thường thường mấy chị nào mà mình kiểu như là mình có số ký nào mình mũm mĩm tí xíu là nó sẽ có mỡ nách, mỡ lưng. Nhiều khi mình mặc áo ngực á mấy chị ơi, nó sẽ lòi hai cái cục mỡ hai bên đó. Hầu như là mấy chị hay bị, hầu như ai cũng bị. Nếu mà ai mà đã sinh con tướng mình không được gọn á là nó hay bị lắm. Mình sắm cái con này nha, mình che được khuyết điểm. Mình mặc áo dài luôn giùm em, mặc đầm luôn giùm em miếng để che khuyết điểm luôn nè mấy chị ơi. Con mẫu áo định hình này luôn giùm em, rất đẹp nha mấy chị nha, co giãn thoải mái luôn. Mặc lên êm đó nha mấy chị, phía sau của nó nè, của nó là làm cái chỗ phía sau là chất liệu của nó là ren luôn. Nên là nó mặc luôn mình định hình cơ người của mình rất đẹp luôn, gọi là áo định hình, bên em gọi thẳng rất là áo định hình luôn đó mấy chị. Rồi co giãn thoải mái luôn giùm em, nên mặc vô nó ôm gọn luôn nha mấy chị đẹp nghe. Đó, chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em là mã áo A99 luôn giùm em. A99 luôn giùm em, 360 em xe cho mấy chị còn 216.000. 360.000 em xe cho mấy chị còn 216.000 luôn giùm em nha. Ai lấy con mã này chốt luôn giùm em, miếng là mã A99 luôn giùm em. A99 nha mấy chị yêu ơi. Em giảm luôn cho mấy chị còn 216.000, tình yêu nào lấy chốt luôn giùm em là mã A99 đẹp đó nha mấy chị. A99 luôn giùm em, chị nào đang có những cái khuyết điểm trên người của mình nè. Thứ nhất là mình không có được cái vòng một mình hoàn hảo á, nên mình mua những cái sản phẩm như thế này mình che được cái khuyết điểm mở nách mở lưng của mình luôn. Cái này mút của nó rơi tầm khoảng 3 phân, mút của nó rơi tầm khoảng 3-4 phân luôn giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em miếng là mà A99 luôn giùm em, 360.000 giá gốc em miếng xe luôn cho mấy chị còn 216.000 đây luôn nha mấy chị ơi. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em miếng là mà A99 luôn giùm em, có hai màu. Em có hai màu nha mấy chị đẹp nghe. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn nhỉ, em miếng là mã A99, 360.000 giá niêm yết tại shop bên em. Em miếng sale hẳn luôn cho mấy chị 216.000, tặng thêm một cái mã gà này nữa mấy chị về thay đổi luôn giùm em nè. 216.000 luôn giùm em nha mấy chị nha, mình mua được con sản phẩm cao cấp luôn giùm em. 216.000 luôn giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Ai lấy con này chốt luôn giùm em miếng là mã A99 luôn giùm em nha mấy chị. Con mã bestseller bên nhà em luôn nè. Rồi em đi cho mấy chị thêm một cái mã quần nữa. Mã quần này mình đi cùng với nó là đúng bài luôn, che được khuyết điểm luôn nha mấy chị đẹp ơi. Con mã quần ghen luôn giùm em nè mấy chị. Đây, chị đẹp nào thích mình chốt luôn giùm em miếng là mã A99 luôn giùm em nha mấy chị ơi. A99 luôn giùm em, chị nào lại chốt đơn giùm em là mã A99. Em có hai màu, màu đen và màu da. 360.000 em miếng giảm hẳn trên livestream cho mấy chị là còn 216k giúp em nha. Ai lấy chốt luôn giùm em miếng kèm mã, kèm số điện thoại, một dòng có đơn hàng luôn giùm em. Rồi qua cho nó chị thêm một con mã này là đi cầm, đi kèm một bộ luôn cho nó luôn, đi kèm một bộ luôn nha mấy chị ơi. Cái này nó cũng hai màu, quần đẹp lắm. Quần này em phải nói là rất đẹp luôn, êm lắm nha mấy chị ơi. Quần ghen luôn giùm em nè mấy chị, con mã quần ghen cho mấy chị. Quần ghen nói chung là mấy chị mặc cái này là ôm được cái vòng bụng của mình luôn nè mấy chị yêu ơi. Trên rúng khoảng 2 phân đúng không chị? Đúng rồi. Quần này là trên rúng khoảng, trời ơi mấy chị ơi, cái độ của nó êm lắm. Cái độ nó êm lắm mấy chị ơi, nhìn nè mấy chị, em kéo mà cảm giác nó đanh cái tay của mình vừa phải. Và nó sẽ có một cái độ ôm nhất định nha mấy chị nha. Đã quần ghen nó phải ôm nha mấy chị. Quần ghen nó mấy chị phải mặc chứ không phải ôm được cái vòng mỡ thừa của mình ở đây phần bụng nè. Đó, hầu như chị em mình ai cũng có hết. Bây giờ nhiều khi chưa, mấy chị gái mà chưa sinh con mà nhiều khi cũng bị. Nhiều khi mình đi làm công nhân á chị, mình làm văn phòng mình ngồi nhiều, bụng của mình nó bị không được gọn lại á. Mình mua những con mã này để mình che được cái khuyết điểm của mình nha. Con mã này ở ngoài thị trường bán á có khi 200.000 một cái bình thường, hàng chất lượng á mấy chị. Còn hàng trăm mấy thì nhiều khi cũng tùy, người ta không có may những cái chất lượng ok, nó may hàng thường rút qua cũng đã rơi tầm 120-130 hàng cái rồi. Rồi con mã này luôn giùm em nha, con mã quần ghen nịt bụng luôn giùm em. Ghen này che được khuyết điểm, cái chất liệu của nó mấy chị, nhìn cái lưng của nó mấy chị ơi, nhìn cái form của nó đẹp chưa mấy chị, nhìn cái lưng của nó thiết kế rất đẹp luôn nha giùm em nha. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em miếng mã này luôn giùm em miếng mấy chị. Rồi tình yêu lấy chốt của em như thế là mã 103 Q103 luôn giùm em, 160.000 em sell luôn cho mấy chị còn 96.000. Trời ơi, giảm cho mấy chị là hơn 50k luôn một cái. Giảm cái giá này là giá tận gốc luôn rồi mấy chị ơi, mua về trải nghiệm sản phẩm luôn giùm em. Sắm ngay một con áo định hình, một con mã quần này luôn giùm em để mình mặc được, che được toàn khuyết điểm của mình nha. Rồi phía sau của nó làm phía sau cái lưng, phía sau phơn của nó mấy chị, nên là ôm được cái vòng ba của mình luôn, ôm gọn cái vòng ba này luôn của mình luôn nha. Vì quần của nó làm lưng cao, làm cái phơn quần này là gọi là phơn quần che được khuyết điểm hầu như là gọn được 90% luôn nha mấy chị đẹp. Rồi mã này cho em là mã Q103 luôn giùm em miếng, 160k em giảm cho mấy chị còn 96.000. Ai đã chốt luôn giùm em miếng là mã Q103. Em có hai màu, màu da và màu đen.
ai lấy chốt luôn giùm em, yến là mã Q103 nha mấy chị ơi. Q103 giùm em nha mấy chị. 160.000 em giảm cho mấy chị còn 96.000. 96k luôn giùm em nha. Rồi chế đẹp nào lấy chốt luôn giùm em, yến mã này luôn giùm em đi mấy chị đẹp ơi. Q103 giùm em nha mấy chị nha, mã quần rất đẹp luôn, đáng đồng tiền mua con mã này nha mấy chị nha. Rồi Q103 em giảm cho mấy chị còn 96k giùm em, ai lấy chốt luôn giùm em, có size cái mã quần này có size từ 40 cho tới 70kg, có size hết luôn giùm em nha. Rồi bắt đầu lên mấy chị ở lên thêm một con mã hàng A07. Con mã này là gọi như là form đơn giản, form trơn. Chị nào không thích ren để mặc áo dài nha mấy chị đẹp. Chị đẹp nào mà không có thích ren nè, thích đơn giản nè thì mấy chị chốt đúng con này, đúng bài luôn giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi mã A07 luôn giùm em, giá gốc 320. Em sale luôn cho mấy chị còn 192.000. Chị đẹp nào lại chốt luôn giùm em, ý là mã A07. A07 luôn giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Mút của nó là tầm khoảng 3 cho tới 4 phân luôn giùm em. Cái này là gọi giống như là mà chanh mặc lên cũng thành bức. Chanh cũng mặc lên thành bữa luôn đó mấy chị đẹp ơi. Nâng ngực, cái phần ngực lên rất đẹp, nâng ngực vừa phải, bên em Yến thiết kế nâng phần này nè mấy chị, nên cảm giác mình mặc lên mình gom được cái ngực của mình lên, và cái phần phía trước mấy chị mặc lên nó không có bị còn kiểu như là mình nhô lên đó mấy chị, nhô cái phần ngực mình lên là thiết kế cái phần ngực lên rất đẹp nha. Rồi ai lấy chốt dùm Yến là mã A07 luôn dùm em. Bên em Yến đi hàng áo ngực quần lót đều theo hàng thiết kế nha mấy chị nha, lên mặc lên cái phần ngực của mình nó dễ chịu lắm, chứ không phải giống như trên thị trường mang những cái áo ngực mang chàng nam mấy chị may mặc vô cái nào nó cũng giống cái nào, mặc vài bữa nó khó chịu lắm. Rồi mã này cho em Yến là mã A07, mua thử trải nghiệm về mấy chị 192.000, giá gốc 320 lận nha mấy chị đẹp. Nghe em sale hẳn luôn cho mấy chị còn 192.000. Rồi tình yêu rồi lái chốt giùm em Yến là mã A07 luôn giùm em, 320 em giảm luôn cho mấy chị còn 192.000, rất rẻ mấy chị đẹp ơi. Rồi tình yêu nào lái chốt luôn giùm em Yến con mã này luôn giùm em nha, 320 em giảm luôn 92.000. Mua hàng không cần Yến đọc tên, mấy chị comment cho Yến là mã kèm số điện thoại, kèm size luôn giùm Yến một dòng luôn giùm em là có đơn hàng nha. Rồi mã A07 luôn giùm em nha mấy chị đẹp ơi, A07 luôn giúp em Yến mấy chị đẹp ơi. A07 320 giảm cho mấy chị còn 192.000 luôn giùm em luôn, em không bờ ra. A05. A07 luôn giùm em, mặc cho mấy chị hình nha. À, áo định hình. À được, mặc con nói đi chị. Cho khách coi cái form áo định hình đó. Chưa lên đúng không? Rồi. Hồi nãy lên một cái định hình kia. Còn định hình này mà không mút đúng không? Cũng không mút luôn. Rồi mấy chị đẹp. Mẫu. Rồi mã A07 form đơn giản nha mấy chị đẹp nghe. Rồi chị đẹp là lại chốt đơn giản là mã A07 luôn giùm em nha mấy chị. Rồi ok chị đang lên mở A07 luôn giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào lại chốt luôn giùm em là mã A07 320 giảm luôn 192.000. Mua hàng cứ cần comment mã kèm số điện thoại một dòng cho em miếng có đơn. A07 miếng có 3 màu nha mấy chị đẹp ơi, màu da nè mấy chị ơi, màu ruốc và màu đen luôn giùm em. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó nha mấy chị nha. Màu da, màu ruốc và màu đen, chị nào lấy mã nào chốt mã đó luôn giùm em nha mấy chị nha. Chị nào mình có thể mình không mua trên live, mình có thể xem lại live, mình chốt là những mã ở em miếng đang live cũng được nha mấy chị. Đây em gặp rồi A07 luôn giùm em nha mấy chị, con mã đó 320.000 em giảm luôn còn 192.000. Rồi lên cho một mấy chị một con mã siêu phẩm này mấy chị đẹp, áo định hình mút mỏng. Hồi nãy em lên một con mã áo định hình nhưng mà mút nó dài, nên chị nào mà không thích mút dài thì mình sắm ngay con áo định hình. Mấy chị lên cái form đẹp quá, mấy chị nhìn form này, nhìn form rất đẹp, cái form ngực của mấy chị ơi, mấy chị cảm giác cái form ngực lên nè. Đây luôn nha mấy chị nha, đi cái đường ngực của mấy chị mặc luôn cái form ngực rất đẹp luôn nha mấy chị nha. Sản phẩm này em sử dụng cái rất chất đen rất là êm luôn, nên chị mấy chị mặc những con áo định hình cảm giác nó dễ chịu lắm, không bị bí bách đâu nha. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em Yến con mã định hình này rất đẹp. Con mã định hình này rất là đẹp nha mấy chị yêu ơi. Rồi ai thích con mã này chốt cho em Yến con mã định hình là A05 luôn giùm em, 360.000. 360.000 em giảm luôn cho mấy chị, mấy chị đẹp ơi, 360. Giá nó còn như chị. Cho em có cái giá 360.000 luôn nha em Yến, mã A05 luôn giùm em. 216. 100 như chị. 216.000. 360.000 em miễn giảm luôn cho mấy chị còn 216k luôn giùm em. Nhìn cái phơm áo rất đẹp, nhìn cái phơm áo mấy chị nhìn như một cái bờ ra, mấy chị mặc thời trang cũng được luôn mấy chị. Vì áo này mình mặc lên tôn nhán cực kỳ, ôm trọn được tất cả các khuyết điểm của mình luôn. Thứ nhất nâng ngực,
nhưng mấy chị đẹp ngang khi con áo này không có mút dài 3-4 phân như con áo định hình kia, nhưng mà nó vẫn thiết kế để ôm hết cái vòng ngực của mình nha mấy chị yêu nha. Đây nè mấy chị nhìn nè, ôm hết được vòng ngực của mình, ở đây mình không có bị cứng luôn. Rồi nha mấy chị đẹp nghe. Rồi ai lấy chốt lại, chốt cho em miếng là mã này luôn giùm em, miếng là mã A05 luôn giùm em nha mấy chị nha. Ai lấy chốt đơn vậy là mã A05 luôn giùm em. 360.000 em miếng sale luôn cho mấy chị, còn 216.000 nhìn mỏng mặt rất êm. Mấy chị nhìn phía sau nè. Ở phía này nè mấy chị ơi, mặc lên nè. Hầu như ở đây nó sẽ ôm trọn hết luôn phần này nha mấy chị nha. Ai có mở nách nó ôm gần tới phần mắt của mình luôn, ôm trọn hết luôn nên mà mặc vô cảm giác mình gọn người cực kỳ nha mấy chị đẹp nha. Rồi ôm được cái mở lưng của mình hai bên, mấy chị nhìn thiết kế phía sau đẹp chưa. Mình mặc chung với áo dài, mình mặc chung với những cái đầm body vô nó ôm hết luôn. Mình cảm giác nhìn tổng thể bề ngoài của mình khi mình mặc vô, người ta cảm giác nó gọn người lắm mấy chị nha. Rồi ai lấy chốt đơn nghĩa là mã A05 luôn dùm em, 360.000 em miếng sale luôn cho mấy chị trên line mua về trải nghiệm sản phẩm. 216.000 mấy chị đẹp ơi, mua trên line để được giá sale cho mấy chị yêu nha. Rồi 360 sale luôn cho mấy chị, 216.000 em có hai màu, màu da và màu đen. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó dùm em, mua hàng lên số điện thoại kèm mã kèm size kèm một dòng luôn dùm em có đơn nha. Rồi mã A71 là mã nào á chị? Ai hút lên nè. Tháng 71 đi rồi. Ừ, lai lại chị. À, ừ. Cái áo tặng nha. À rồi. A71. A07 mà. A07, A71 là cái mã kia, mã mà A71. Không phải cái gần kia cả. À rồi. A71 nè mấy chị đẹp ơi. Đây nha chị Trân Huỳnh nha. Con mã này cũng là ren không gọng. À ren không mút luôn nha mấy chị đẹp nghe. Gọng có rất là gọng dễ nha mấy chị. Rồi chị đẹp nào mình thích con mã này, trời nhìn cái gọng nó ôm nè mấy chị. Ai mà ngực to mình thích mặc những con mã này. Cảm giác nhớ là ngực mình to mà mình không muốn mặc mút đó mấy chị, cảm giác mấy chị sợ nó nóng đi bắt ấy, thì mình chốt con mã A71 này luôn giùm em. Nhìn cái mút của nó đẹp chưa mấy chưa? Đường may của nó sắc nét lắm nha, không có chỉ thường rồi nha mấy chị. Nhận về sản phẩm chất lượng lắm. Mình cảm giác như mình đang mua online một cái mã bên một cái thương hiệu mới. Mấy chị cảm nhận giống như hàng cao cấp mà người ta trưng ở siêu thị hàng 400.000 một cái. Mà bây giờ mấy chị mua giá chỉ hơn 100k, bằng với những cái sản phẩm đồ lót ở ngoài thị trường giá bình thường luôn mấy chị đẹp nha. Rồi ai lấy con mã này chốt cho miếng mã này luôn giùm em. Chị đẹp nào lại chốt luôn giùm miếng mã này nha. Mã A71. A71 luôn giùm em. Giá của nó là bao nhiêu ạ? 300k em giảm cho mấy chị còn 180.000. Rồi ai lấy con mã này chốt cho miếng là mã A71, nó có mấy màu, có 3 màu. Rồi, cái này có 3 màu nha mấy chị đẹp nghe. Màu này cho em là màu da, em có màu ruốc và màu đen, 3 màu. Chị đẹp nào lấy mã này chốt giùm miếng là mã A71. A71 luôn giùm em miếng cho mấy chị đẹp ơi. 300k em giảm luôn cho mấy chị còn 180.000. 300k em giảm hẳn cho mấy chị về mặt trải nghiệm sản phẩm này. 300k em giảm luôn còn 180.000, rất là em mấy chị nên chốt nha. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em miếng là A71 màu da, màu đen và màu ruốc, là có 3 màu nha mấy chị đẹp nghe. 34 cho tới 40 có size nha mấy chị đẹp nghe, số ký từ 40 cho tới 70 ký nha mấy chị. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em miếng là mã A71 luôn giùm em, 180.000, quá rẻ nha mấy chị ơi. Để trải nghiệm một sản phẩm ren cao cấp dễ bận ở nhà, coi giãn phía sau, ren ở phía sau coi giãn thoải mái luôn giùm em. A71 luôn giùm em nha mấy chị đẹp ơi. Chị nào lấy chốt luôn giùm em là mã A71. A71 luôn giùm em miếng nha mấy chị. Chị yêu nào mình lấy chốt luôn giùm em cái con mã A71 luôn giùm em nha. Rồi bao nhiêu mấy chị đẹp ơi? 300k em xe luôn cho mấy chị còn 180.000, có 3 size, có 3 màu, màu ruốc, màu da và màu đen nha mấy chị đẹp nghe. Rồi cho em con mẫu bờ ra 360 mã đó. Rồi lên con mẫu bờ ra firm club top nha mấy chị, qua hàng siêu phẩm. Hàng này gọi là hàng thiết kế, hàng siêu phẩm nha mấy chị đẹp nha. Đây rồi, chị nào thích con mẫu bờ ra đơn giản này luôn giùm em nè. Bờ ra ngang đơn giản luôn giùm em miếng nha mấy chị. Này rồi, đợi em một xíu nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, con mẫu bờ ra xịn sò. Ủa cái này có một cái ở đây để chống tụng hả chị?
Rồi mấy chế đẹp ơi, lên một mẫu bờ ra siêu đẹp luôn dùm em nha mấy chị luôn nha. Mút của nó rơi tầm khoảng 1 phân thôi, mút vừa phải. Mút vừa phải thôi nha mấy chị, mút của nó ở cho phía trong lên cái phân đẹp chưa mấy chưa. Em nói sự em cầm cái áo lên cảm thấy nhìn nó mướt mắt lắm mấy chị ơi. Mấy chị nhận về cảm giác mướt mắt cực kỳ luôn. Rồi con mã này luôn dùm em, miếng bờ ra của nó luôn là hàng kiểu đơn giản dùm em nha. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn dùm em miếng con mẫu bờ ra này luôn dùm em, miếng là mã A04. Lên phân cực kỳ đẹp nha mấy chị nha. Rồi chị đẹp nào thích mắt mình phối những kiểu áo vest nè, mình mặc thời trang nè, mình mặc đi biển nè mấy chị ơi. Rồi mấy chị chốt cho em miếng mã này dùm em là mã 04 luôn dùm em, A04 360 em xe luôn cho mấy chị 216.000 nha mấy chị đẹp. Ngang hàng này mua ngoài thị trường cao lắm vì những cái hàng này vơ vào hàng thiết kế luôn rồi. Bờ ra dùm em miếng quay ngang, phơm của nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Phía sau của nó và gai của nó là mình gài ngang dùm em, gài bên hông luôn dùm em miếng nha mấy chị đẹp em. Rồi che được cái này là mình làm cái quay của nó quay ngang nên mình che được cái mở nách của mình hai bên luôn. Bờ ra này mặc chung với là áo vest rất là đẹp nha mấy chị nha. Rồi mình phối chung phối kiểu phối thời trang luôn dùm em, mã bờ ra luôn dùm em 04 dùm em 360. Em xem cho mấy chị luôn mấy chị đẹp ơi, còn 360.000. Mà mấy chị nào mình thích mình cỡ luôn cái dây này ra, bỏ cái dây ra mình mặc giống như một áo cúp ngực luôn. Mình mặc vô giống như một cái áo cúp ngực luôn á mấy chị đẹp, thật sự luôn nha. Rồi ai lấy chốt luôn dùm em miếng là mã A04 luôn dùm em 360, em xe cho mấy chị 216.000 nha mấy chị đẹp ơi. Rồi ai lấy chốt luôn dùm em miếng là mã A04 luôn dùm em 360.000, em xe cho mấy chị còn 216.000. Cái này mình có thể là mặc dạng áo cúp ngực, mình tiết kiệm mình mặc theo đổi kiểu mặc áo cúp ngực cũng rất đẹp nha mấy chị nha. Rồi ai lấy chốt luôn dùm em miếng là mã A04 dùm em miếng nha mấy chị, 360 xe cho mấy chị 216.000. Có 3 màu, màu da, màu rút và màu đen luôn dùm em. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn dùm em màu đen mặc cúp ngực đẹp lắm nha mấy chơi, màu đen mặc cúp ngực cực đẹp nha. Rồi ai lấy chốt luôn dùm em miếng là mã A04 luôn dùm em, 360 xe cho mấy chị 216.000. Chấm bài tương tác bài like lên luôn giúp em mấy chị ơi. 60 chị đang xem like, chấm bài tương tác bài like lên luôn dùm em. Cần lên mẫu nào cứ nói em miếng tư vấn cho mấy chị nha. Lên mẫu quần nghe thật bụng mấy chị. Rồi lên cho mấy chị thêm một mã quần nghe nội bụng, cái này chị em mình phụ nữ ai cũng phải cần hết mấy chị nha. Mà mình lựa chọn những sản phẩm này nó gọi là giống như là mình mặc để mình được che được cái khuyết điểm của mình luôn. Rồi cho em miếng mã này quần gen dùm em miếng nha mấy chị nha, quần gen nịt bụng luôn dùm em. Cái này trên đúng khoảng 2-3 phân luôn dùm em, mình mặc nhìn cái phân của nó này. Rồi nhìn cái phân của nó cao cấp chưa mấy chị ơi, nhìn hàng thiết kế đó mấy chị, phối ra em phía trên luôn dùm em. Rất xịn sò nha mấy chị nha, đây đây luôn dùm em miếng nè mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái độ ren của nó nè, siêu đẹp, siêu đẹp nha mấy chị ơi. Nhìn nè mấy chị ơi, ôi là trời đã lắm mấy chị ơi, nhìn nè cực kỳ êm luôn nha mấy chị đẹp nghe. Đây mấy chị thấy em miếng test độ ren không, nên là mấy chị cảm giác mấy chị bận ở bên hai cái bên đùi của mình thoải mái lắm nha. Đây luôn dùm em miếng nha mấy chị đẹp nghe. Rồi chị nào thích mình chốt cho em miếng mã này luôn dùm em, 160.000, em giảm luôn còn 96.000 quần này đẹp nha mấy chị, đáng đồng tiền mua nha. Rồi ai lấy chốt luôn dùm miếng con mã này luôn dùm em đi với chị, 160.000 em sale luôn cho mấy chị còn 96k luôn dùm em miếng. Ai lấy chốt luôn dùm miếng là mã Q16 luôn dùm em, 160 em sale cho mấy chị còn 96.000. Cái quần game mà nó có chưa tới 100.000 nữa mấy chị, đáng đồng tiền mua. Cái quần game mà nó chưa tới 100k luôn mấy chị ơi, mà mình mặc ra mình che được khuyết điểm của mình cực kỳ. Mặc đầm nè mấy chị, mình mặc đầm body nè mấy chị, mình sợ mình lộ được cái vòng bụng của mình mở thừa, mình mặc những con này nó ôm gọn luôn nha mấy chị đẹp nghe. Nó hai bên này mấy chị mặc cảm giác ren phối lên, mặc lên không có bị hàn, không bị bí bách, không bị khó chịu, với lại không có bị lộ hai cái đường viền bên hông nữa, nên mình mặc body rất ổn nha. Mặc những cái đầm body đó mấy chị đẹp. Rồi mã này cho em miếng là mã Q16 luôn dùm em, 40-70kg miếng có size, 40-70kg miếng có size nha mấy tình yêu ơi. 160.000 giá gốc em miếng xe luôn cho mấy chị, 96.000. Mấy chị mà cảm nhận mà rờ được cái con quần đen này, cầm trên tay nó êm lắm nha mấy chị, cầm trên tay nó rất là mướt và êm, chất liệu nó rất là xịn luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi 160.000 nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái cho em miếng nha mấy chị. Em có hai màu, màu da và màu đen luôn dùm em, chị nào lấy màu nào chốt màu đỏ luôn dùm em miếng nha mấy chị nha. Rồi 160.000 mã Q16 luôn dùm em, sale luôn hẳn trên live, chưa tới 100k, 96.000 luôn dùm em, rất rẻ mấy chị ơi. Rồi chế đẹp nào lại chốt luôn dùm em miếng là mã Q16 luôn dùm em miếng nha mấy chị, 160k em giảm luôn còn 96.000, coi dạng có độ đanh vừa phải, ôm trọn được cái vòng khuyết điểm của mình nha, che được mỡ bụng dùm em miếng, che miếng mà không lộ.
mã không gọng kia chị. Đây. Đúng rồi. 79. Rồi mã A79 là một con mã không gọng. Mã không gọng này gọi như lọng, giống như là mấy chị nằm mình thích kiểu giống như là mặc để lâu lâu mà mình đi đám cưới nè, lâu lâu mình muốn gọi giống như là nhìn cái vòng một mình hấp dẫn, hấp dẫn đó mấy chị, là mình chốt con mã này luôn giùm em. Vì cái đồ gọi nó là hàng thiết kế của nó đi gọi là ôm được cái vòng một của mình gọn nhất có thể và không bao giờ lộ được khuyết điểm luôn. Mấy chị nhìn thế nào, ở phía trong cho mấy chị nè, mấy chị đẹp ơi, nâng mức của nó rơi tầm khoảng 3 phân nha mấy chị đẹp, ngang có cái lòng bàn tay cảm giác nâng được cái ngực của mình ôm hết luôn lên mấy chị. Trời ơi, cái này mà chanh là cũng thành bưởi, em nói thiệt luôn nha mấy chị nha, chanh cũng thành bưởi luôn nè. Và ở phía trước thiết kế cho mấy chị một cái lớp lưới của mình che được khuyết điểm luôn, để mình mặc cảm giác như cái ngực của mình nâng lên nó không có bị dồn lên, che hẳn luôn nên không có thấy đâu. Mình mặc lên cảm giác cái ngực của mình rất gọn luôn nha mấy chị đẹp nghe. Con áo này là áo không gọng luôn nha mấy chị đẹp. Ai lấy chốt luôn giùm em, ý là mã A79 luôn giùm em, hàng cao cấp. Nên con mã này là hàng cao cấp luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi 360.000 sale luôn, 216.000 ở phía sau này mấy chị. Ở phía sau của nó là gài ba và chất của nó đã lắm. Đường may mũi chỉ của nó đi hàng chuẩn, hàng cao cấp luôn nha mấy chị yêu ơi. Trời ơi, nhìn cái chất của nó em kéo ra này mấy chị, nên mấy chị mặc vô cảm giác ở phía sau lưng của mình nó thoải mái, nó không có bị hàng nha mấy chị nha. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em miếng mã này luôn giùm em mấy chị, 360.000 xe luôn, 216.000. Nó thật sự bây giờ mấy chị mà đi mua những con mã mà áo ngực mà mua hàng thường á, mình mặc trong người mình ít nhất một ngày mình mặc một con áo ngực, mình mặc trong người mình thử đi mấy chị ơi, 12 tới 13 tiếng. Mấy chị làm việc đi làm hành chính là cũng phải là 8 tiếng tới 10 tiếng rồi, đi về nhà tắm rửa con cái chợ bú nó ăn nữa 12 tiếng 13 tiếng. Mà mình đi sử dụng những cái sản phẩm máu ngực nó không có chất lượng á mấy chị. Hàng trôi nổi, hàng không biết nó nhập nguồn gốc từ đâu, rồi không biết người ta may cái chất liệu như thế nào nữa. Mấy chị mặc lên người cảm giác mấy giờ mấy chị tiết kiệm, nhưng mà bây giờ mấy chị đừng nghĩ mấy chị một lúc này mấy chị cảm thấy mình tiết kiệm lúc này thôi, nhưng mà khi mà mấy chị bị bệnh tới rồi á mấy chị ơi, lúc đó có tiếc nuối cũng được cái gì đâu mấy chị. Thật sự luôn nha mấy chị yêu nha, mình mặc áo ngực cảm giác ngực của mình không được thoải mái, nó ảnh hưởng tới sau này dễ lắm mấy chị ơi, ung thư vú nè. Mấy chị thấy trường hợp bây giờ phụ nữ ung thư vú mình rất nhiều luôn. Em nói nhiều khi nó quá thì mấy chị nghe chợ mặc cái áo ngực mà nó quá, nó thật sự mấy chị cứ tìm hiểu đi mấy chị đẹp. Nói về cái độ sức khỏe luôn đó, mình mặc lên một cái con mã áo ngực mà cảm giác mình mặc 12, 13 tiếng đồng hồ mà con áo ngực nó không chất lượng, mặc lên nó gò bó, nó ôm vô cái ngực của mình nó khó chịu, nó không có gọi là thông thoáng thì miễn gì chị, nó bí bách trong người mình, cảm giác nhiều khi mặc vô ép ngực nữa. Nên mấy chị chọn những con áo ngực mà em nói thật sự không phải là em nói nâng cao sản phẩm bên em, nhưng mà ít ra cái chất liệu của mấy chị đẹp nó vẫn là ok, nó mặc lên nó thoải mái với mấy chị đẹp nha. Rồi mấy chị ơi cứ tin tưởng đặt thử bên em miếng một đơn hàng, mấy chị về trải nghiệm sản phẩm cho bên em nha. Nhận hàng đẹp về mấy chị lần sau mấy chị có thể là mua thêm một sản phẩm khác hoặc là những cái mẫu nào đó mấy chị giới thiệu giùm em miếng nha. Rồi mã này luôn giùm em, chị nào lấy chốt cho em miếng là mã A79, 360.000 em xem luôn cho mấy chị, còn 216k. Rồi ai lấy chốt luôn giùm em mã này, che được khuyết điểm toàn luôn nha mấy chị đẹp nha, 216.000 nhận về một con áo siêu phẩm luôn giùm em. Rồi tình đi rồi lấy chốt luôn giùm em là mã, giùm em miếng là mã A79 luôn giùm em mấy chị ơi, 360 xe cho mấy chị, còn 216k luôn giùm em. Chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em mấy chị ơi. Rồi cho em miếng còn một con mẫu này để mình mặc đi chơi nè, áo hở lưng luôn giùm em miếng nha mấy chị đẹp nha, con mã này mấy chị mặc đi chơi luôn giùm em. Chị nào mình có những con mã đầm khoét lưng đó mấy chị, áo thời trang là bên em miếng sẽ đi thiết kế cố một mỗi ngày bên em sẽ cố gắng theo nhu cầu của khách hàng, mình sẽ thiết kế ra, bên em sẽ thiết kế xuống may 8 phút á mấy chị đẹp, nên là sẽ thiết kế ra những cái mẫu nào đa dạng cho mấy chị luôn. Mình có thể là mình mặc được nhiều kiểu, mặc đi chơi nè mấy chị ơi, thoải mái luôn nha. Nên là đây theo đánh vào cái gọi là cái là xu hướng của mấy chị là bây giờ mình hay thích đi biển á, mấy chị mặc những con áo mà giống như là áo hở lưng á. Nhưng mà mấy chị ơi, nếu mà mặc áo hở lưng mà nếu mà mấy chị mặc cái vòng mình ngại cái khuyết điểm của mình, nhiều khi có mấy em hot girl người ta có ngực rồi nhưng người ta không có sợ, người ta mua cái miếng dán ngực thôi đó, là người ta mặc vô là ok la rồi. Còn đây mình chị em phụ nữ mình thích những cái đầm hở lưng mà nhiều khi mình còn ngại cái vòng một của mình á, mình đâu có vòng một của mình được ok lắm đâu, nên mình phải chọn những sản phẩm như thế này. Tại sao mấy chị? Thứ nhất mình vẫn mặc như một cái áo ngực bình thường che miếng nha, mình mặc như bình thường luôn, không ai biết mấy chị đang mặc áo ngực nào đó. Rồi đây mấy chị ơi, quay lại phía sau che miếng nó hở lưng nha mấy chị đẹp nghe, mình mặc vô cái vòng ngực của mình, phía trước mình vẫn đang mặc áo ngực bình thường, phía sau mình kéo cái này xuống,
nó rơi tầm khoảng xuống gần tới ngay chỗ cái lưng quần của mình luôn, rồi mình kéo xuống được nha mấy chị đẹp nghe. Mình che cái dây này đi đây nha mấy chị nha, mình che cái dây này đi, hoặc là có thể mình sẽ thay cho em một cái dây này là bằng cái dây trong, thay cho em miếng cái dây này là bằng cái dây trong nha mấy chị đẹp nghe, là nó sẽ không thấy luôn đó, vừa được giống như là gái 18 mơn mẫn luôn mà vừa che được cái khuyết điểm mặc áo đầm hở lưng ok la luôn giùm em nha nha mấy chị đẹp nghe. Rồi mấy chị đẹp ơi, chốt cho em miếng con mã này luôn giùm em, miếng mã L72 luôn giùm em, 360 xe luôn cho mấy chị 216 ngàn. Dạ em cảm ơn chị Trân Huỳnh, riêng con áo này mặc rất êm nha mấy chị yêu nha. Rồi mã này luôn giùm em miếng là mã L72 360, em xe luôn cho mấy chị 216 ngàn nha giùm em nha. Lên cho em miếng là con mã này luôn giùm em, miếng là mã L72 luôn giùm em, 360 ngàn em xe luôn cho mấy chị, còn 216k luôn giùm em. Chị nào lấy chốt luôn giùm em con mã hở áo mặc áo hở lưng giùm em nha mấy chị đẹp nha. Rồi chị đẹp nào lấy chốt giùm em là mã A72 luôn giùm em mấy chị yêu ơi, 360 em xe luôn cho mấy chị còn 216 ngàn, rất đẹp nha mấy chị nha, A72 luôn giùm em mấy chị yêu ơi, 360 ngàn em xe luôn cho mấy chị 216k luôn giùm em. Rồi cho em miếng theo con mã này nữa mấy chị. Rồi cho em miếng mã này luôn giùm em miếng nha mấy chị yêu ơi, con mã bờ ra này cho em miếng là không mút luôn, không mút luôn nha mấy chị nha, hoàn toàn không mút luôn. Rồi chị đẹp nào mình thích con mẫu bờ ra này chốt lên luôn giùm em miếng mấy chị, cái này không mút luôn. Nhưng mà nếu mà mấy chị thích cái phơn máu này mấy chị có thể mua về mua mút mình cắn vô cũng được, có mút cắn vô cũng được nha mấy chị được nha. Đây thiết kế bờ ra cho mấy chị mặc thời trang luôn giùm em nha mấy chị, ai lấy chốt cho em miếng con mã này luôn giùm em miếng đi mấy chị ơi, mẫu bờ ra giùm em miếng A21 240 ngàn, hôm nay em giảm sắp luôn cho mấy chị còn 144 ngàn, giảm luôn cả 100 ngàn luôn mấy chị ơi, gần 100 ngàn luôn rồi. A21 luôn giùm em nha mấy chị đẹp nghe, A21 luôn giùm em 240 ngàn, em xe luôn cho mấy chị 144k luôn giùm em. Chị đẹp nào lái chốt cho em miếng là mã A74 luôn giùm em nha mấy chị đẹp ơi, A21 em sorry mấy chị, A21 240 ngàn em xe luôn cho mấy chị còn 144 ngàn, rất rẻ luôn mấy chị yêu ơi. Chốt liền cho em miếng con mã này luôn giùm em, bờ ra cũng này không mút luôn, mấy chị có thể về gắn mút cho cũng được nha mấy chị nha. Đây nó ở phía trong nó có một cái đường để mấy chị gắn mút cho cũng được, còn là cái nào mấy chị thích mặc bờ ra không thì mấy chị mặc nha. Rồi bờ ra cho em miếng A21 240, em giảm sốc luôn cho mấy chị còn 144 ngàn, giảm hẳn cho mấy chị 100k luôn. Em có 3 màu nha mấy chị yêu ơi, 3 màu, màu nẻ mới là màu rút. Rồi cái này là màu da cho em, màu da cho em miếng nha mấy chị đẹp ơi, bờ ra cho em miếng A21 luôn giùm em nha mấy chị, màu da. Rồi cái này cho em miếng là màu đen luôn giùm em nha. Rồi chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em miếng là mã bờ ra giùm em 21 giùm em, bờ ra 21 luôn giùm em miếng cho mấy chị đẹp ơi, bờ ra 21 luôn giùm em nha, 240 ngàn em xe luôn cho mấy chị còn 144 ngàn, giảm gần cho mấy chị 100k luôn nha mấy chị đẹp, ngang cho em mặc của quần mặc váy, quần mặc váy đi gì ở trong kìa. Rồi lên cho mấy chị một con mã, em lên vài mã nữa nha mấy chị ơi, tương tác bài like lên giùm em, cho em nút like trên màn hình mấy chị, cho em một nút like trên màn hình mấy chị, cứ coi tư vấn là em mỗi mã em đều lên tư vấn rất kỹ nha, nên mấy chị nào mình chưa coi những được cái mã đầu like mấy chị có thể tắt live stream bên yến, tắt like mấy chị có thể coi lại những cái mã miếng like đầu like, chị nào mình thích mã nào mình có thể coi lại like đó, mình chốt trên like luôn cũng được giùm em, cứ chốt đúng mã miếng nói kèm số điện thoại kèm size, ngày mai bên em sẽ chốt đơn cho mấy chị đẹp nha, yên tâm luôn giùm em, khi mà mấy chị chốt đơn tin nhắn nó sẽ nhả về tự động bên em nha, nên là mấy chị sẽ có đơn hàng. Nên là cần tư vấn cái nào hoặc là mấy chị muốn lên mã nào hoặc là như thế nào chưa rõ lắm thì mấy chị có thể nhắn tin, sẽ có nhân viên check tin nhắn cho mấy chị. Ok nha. Rồi lên cho mấy chị thêm một cái mã quần mặc váy cho em. Phía trước cho mấy chị, thường thường mấy chị ra ngoài chợ mua quần mặc váy nó đâu có như vậy đúng không? Tại sao làm như vậy mấy chị ơi? Để mình che được cái khuyết điểm. Đây, che lại giống như là mình mặc đầm đó mấy chị. Đó, cảm giác không có bị lộ. Cảm giác không có bị lộ đó mấy chị, để bao đã quần mặc váy mà mấy chị. Nhiều khi mấy chị mặc đầm mấy chị ngại á, cảm giác là mình sẽ bị sợ nó hơi nhìn nó không được mất thẩm mỹ, nó không được ok la tí xíu, nên mình chốt nhưng mình thiết kế bên em đã biết được cái nhu cầu của khách hàng và đã thiết kế sẵn cho mấy chị một cái như vậy nè. Đây nha, rồi cho em miếng mã là quần mặc váy chất của nó là cô tông xịn luôn giùm em, co giãn 4 chiều nha, cô tông bên em miếng là đi hàng cô tông chính cấp luôn, không pha nha mấy chị nha, nên là hàng cô tông rất là co giãn, cầm lên chân vải đanh lắm nha mấy chị. Đây luôn giùm em, co giãn thoải mái luôn giùm em nè mấy chị, nghĩ đi, mình mặc vô thứ nhất là mình được thoải mái nè, thứ hai cho em miếng là êm nè giùm em nha. Rồi mã này cho em miếng là mã quần mặc ấy luôn giùm em,
120.000 em giảm luôn cho mấy chị, còn có vài chục ngàn thôi, 72.000 mấy chị đẹp ơi, chốt liền hai con về để dành bận mấy chị. Lâu lâu đi đám đi tiệc về có cái quần này mình mặc để mình được thoải mái nha. Mình cảm giác mình đi tới đi luôn được thoải mái luôn giùm em. Rồi chị nào lấy chốt cho em miếng là mã quần mặc váy đi luôn giùm em, 120.000 em giảm luôn cho mấy chị, còn 72k luôn giùm em, mã 126 luôn giùm em. Mã 126 cho mấy tình yêu ơi. 120.000 em giảm cho mấy chị, còn 72.000 rất rẻ, mua hai con mấy chị. Mua hai con về chưa tới 150k mấy chị, để dành mấy chị khi nào cần thiết mấy chị mặc ra, để trong tủ tới đa có đám có tiền mình lấy ra mình bận mấy chị đẹp ơi. Vừa che được khuyết điểm vòng bụng luôn nè, mình ôm được cái vòng bụng luôn nha. Rồi ai lấy chốt đơn nhỉ, là mã quần mặc váy này rất rẻ mấy chị ơi, 72k luôn giùm em nha. 120.000 em có hai màu, màu này cho em là màu da và màu đen, có hai màu, chị nào lấy màu nào chốt màu đó luôn giùm em nha. Rồi mã cho em biết là mã 126 nha mấy chị, mã quần mặc váy không mới hả? Ồ cái này nãy giờ mới đưa vô, mới vừa đưa ra, mới có mặc hở lưng. À áo này mặc hở lưng hả? Hở lưng cái mê trước mặt cổ sau phải đặc biệt xíu. Áo này là dạng như mặc một cái con áo ngực nó đẹp, cái chị cảm nhận con mặc vô nó đẹp, mấy chị cảm thấy tự nhiên cái ngực mình nó đẹp, mình yêu cơ thể vòng một của mình luôn, rồi mình cảm giác như mình được nâng niu đó mấy chị đẹp ơi. Đây một con áo thiết kế cho mấy chị, mẫu mới hoàn toàn bên em luôn nha mấy chị ơi nha, mẫu mới hoàn toàn luôn bên em nè mấy chị, mới vừa thiết kế, mới vừa trưng kệ luôn, đáng lẽ là ngày mai mới sẽ mới làm nhưng mà hôm nay là lên cho mấy chị luôn, lên cho nó nóng luôn mấy chị đẹp ơi. Rồi con mã này giùm em miếng thiết kế phía trước cho mấy chị, hình chữ V rất đẹp luôn, cảm giác giống như cảm giác cho mấy chị rồi nhìn cái ngực mình hấp dẫn á mấy chị đẹp, mình mặc lên nó nâng cái ngực mình lên và làm cảm giác cho mình tôn được cái vòng một của mình lên, nhìn nó hấp dẫn mấy chị ha. Đây nhìn nó kiểu nó lại cho mấy chị, ở phía sau của nó là hơi hở lưng đúng không, phía sau của nó hơi đúng phía sau của nó là thiết kế của nó là hở lưng nha mấy chị đẹp nghe. Đây à đúng rồi, rồi thiết kế của nó là hở lưng á mấy chị đẹp ơi. Đây làm phía cái quai của nó, đường may ở phía sau nó nhỏ lắm nha mấy chị. Rồi mấy chị ơi, áo mặc hở lưng, áo hàng mới luôn, mới tinh luôn mấy chị ơi, hàng mới vừa treo lên kệ luôn, là like cho mấy chị mã mới luôn, mã A03 luôn giùm em, mã A03 luôn giùm em nha mấy chị. Hôm nay giá gốc của nó 320, mẫu mới hoàn toàn bên em, miếng vừa mới sản xuất ra nha mấy chị đẹp nghe. Rồi vừa sản xuất ra và vừa mới treo lên trên shop thôi, em like luôn cho chị mấy chị con mã này luôn giùm em, 320 em giảm luôn còn 192.000 nha mấy tình yêu ơi, 320.000 em giảm luôn cho mấy chị còn 192.000 tình yêu. Rồi lại chốt luôn giùm em miếng con mã này luôn giùm em, 320 em giảm luôn 192, mặc cái màu này chị, màu đen tốt. Đây nha mấy chị đẹp nha, cái mã này em có hai màu, em có hai màu nha mấy chị yêu ơi, màu da và màu đen, chị nào thích mã này chốt luôn giùm em. Con mã áo ngực này mặc lên rất đẹp, phom lên đỉnh luôn nha mấy chị ơi, mút của nó ra tầm khoảng 2 phân, mút của nó nhìn cái nâng quần của nó mấy chị, mút vừa phải nâng ngực mấy chị nha, nâng ngực phom này lên là nâng ngực cho mấy chị nha, khoảng 2 phân. Đó những cái mã này mặc lên thì mấy cái phom này, đây nè mấy chị, mặc lên mình thiết kế nè, nó mặc lên mình sẽ tới cái eo quần eo của mình nha, nên là có thể là mình mặc những con áo ba lỗ này, áo dây cho mấy chị, áo hở lưng á thì mình không thấy được cái vòng này mấy chị nha, hai phía sau này mình có thể kéo ra một tí xíu là không thấy được luôn, hoàn toàn luôn nha mấy chị đẹp nghe, áo mặc hở lưng nha mấy chị ở phía trước, à mấy chị nhìn nè, đây em đã nói luôn mấy chị ơi, thứ nhất là nâng được cái vòng ngực của mình tối đa nhất luôn và làm cảm giác cái đây, nhìn cái khe ngực của mình, cảm giác tạo cái khe ngực lên đó mấy chị, nhìn rất là ok, thiết kế thời trang luôn nha mấy chị đẹp nghe. Rồi ai thích con mã này chốt em miếng là mã A03 lên giùm em, 320.000 hôm nay em giảm luôn cho mấy chị, trải nghiệm sản phẩm mới bên em mới vừa ra, mấy chị nhìn cái phong ngực đỉnh cho mấy chị yêu rồi, còn 192k luôn giùm em miếng nha. Ai thích con mã này chốt luôn giùm em, 320.000 em giảm luôn còn 192.000 tình đi rồi lại chốt liền luôn giùm em miếng con mã này nha, 320 mã mới luôn nha mấy chị đẹp ơi, mã áo mặc hở lưng giùm em nha mấy chị, 320 giảm luôn còn 192k luôn giùm em, chị nào lái chốt luôn giùm em con mã này đẹp quá mấy chị yêu ơi, 320 giảm luôn còn 192.000 chứ em nào lái chốt liền luôn giùm em miếng mã này, 320 giảm còn 192k luôn giùm em. Rồi em lên con mã ren giùm em, áo ngực phố ren, tay dễ bận cực kỳ nha mấy chị đẹp ơi, nên biết đợi em xíu nha mấy chị. Rồi che miếng con mã này giùm em miếng mấy chị,
Mã này cho em biết là mã áo ngực giùm em nha mấy chị, mã áo ngực phối ren. Mút của nó rơi tầm khoảng 3 phân nha mấy chị, mút nó rơi tầm khoảng 3 phân dễ bận cực kỳ. Áo này chị nào mình cần muốn tôn ngực ngực nhỏ nè, hoặc là mình ngực của mình hơi bị kiểu như là không được gọn lắm mấy chị, mình sắm những con áo này mình nâng được cái vòng ngực của mình lên. Đây luôn giùm em phối ren dễ bận cực kỳ nha mấy chị đẹp ơi. Cái màu lên dễ thương quá mấy chị, màu này màu rút của giùm em nè. Màu này màu rút, phía sau của nó là may của nó là một cái lớp lưới cho mấy chị luôn. Có độ thông thoáng mát luôn mấy chị, mình mặc áo ngực cảm giác dễ chịu lắm. Thứ nhất vừa ôm được cái vòng ngực của mình, vừa thoải mái, vừa gọi là sexy và vừa gọi là thoải mái mặc rồi dễ chịu lắm nha mấy chị đẹp nghe. Đó, co giãn thoải mái luôn giùm em. Phía này là cho em một cái lớp lưới luôn nè mấy chị, may đường may chính xác, may gọi là may kỹ cực kỳ luôn, từ một cái đường vắt sổ luôn. Em nói là mấy chị về cầm một con áo ngực, mấy cầm trên tay mấy chị nhìn cho em miếng từ cái đường may của chị. Nha mấy chị đẹp nghe, mấy chị ở xuống em đi cái gọi là đi chất lượng, đi lâu dài chứ không phải là sản xuất ra tràn lan để giống như là mấy chị chỉ cần mặc một lần là mấy chị không ngờ nhớ. Còn đây mấy chị mặc một lần mấy chị nhớ tới Xuống May Tâm Phúc, thương hiệu của bên nhà em luôn nha mấy chị đẹp nghe. Nên là mấy chị cứ thử trải nghiệm một sản phẩm đồ lót bên nhà em, thử trải nghiệm mua một sản phẩm về mình cảm nhận thử coi mấy chị đẹp ơi. Em nói cái cảm nhận cầm trên tay đầu tiên là cái chất liệu trước, thứ hai là mấy chị sẽ nhìn tới cái đường may mũi chỉ, rồi thứ ba là mấy chị sẽ mặc vô trong cơ thể của mình là mấy chị cảm nhận được trọn vẹn nhất luôn giùm em nha. Mình cầm trên tay là mình sờ trước nè, cái cảm giác mình cầm trên tay mình sờ mình êm trước nè mấy chị, mình mặc vào người mình mới biết được nó là như thế nào nha mấy chị đẹp nghe. Nhưng mà trên tay khi mà mấy chị nhận tới nó đã gọi là được 30-40% là cái bề ngoài rồi, còn cái độ mà gọi là chốt luôn á là mặc lên trên người. Cái quan trọng là mình phải mặc lên trên người nó êm, nó gọn, nó ôm được cái vòng ngực của mình, che được khuyết điểm. Rồi cho em miếng mã áo ngực này là mã A91 320, em giảm luôn còn 192 320 ngàn, em giảm luôn cho mấy tình yêu còn 192k luôn giùm em. Tình yêu nào lấy chốt cho em miếng là mã A91 luôn giùm em miếng đi mấy chị ơi. 320 em giảm luôn cho mấy chị còn 192 ngàn luôn giùm em nha. Tình yêu nào lấy chốt cho em miếng là mã A92 320 ngàn, em giảm luôn cho mấy chị còn 192k luôn giùm em miếng. Chị yêu nào lại chốt cho em miếng là mã A91 320, em giảm 192 ngàn. Mua thử cho em một con áo ngực này rất xịn sò luôn nha, dễ mặc. Mút của nó rơi tầm khoảng 3-4 phân luôn giùm em, nâng ngực luôn giùm em miếng nha. Em có 2-3 màu, màu rút, màu da và màu đen luôn giùm em nha mấy chị yêu nha. Đây chị nào lấy mã nào chốt mã đó luôn giùm em. Áo này em có đăng hình ở trên trang bay em đó mấy chị. Rồi tình yêu nào lấy con mã này chốt luôn giùm em là mã A91 luôn giùm em mấy chị ơi. 320 giá gốc em xe cho mấy chị còn 192k luôn giùm em nha. Chị nào lấy chốt luôn giùm em miếng là mã A91 luôn giùm em mấy chị đẹp ơi. 320 ngàn, em giảm luôn cho mấy chị 192k luôn giùm em. Chị đẹp nào lấy chốt luôn giùm em là mã A91 luôn giùm em miếng mấy chị. Con mã quần lót này, con mã em xe sóc luôn cho mấy chị mã quần lót này. Hồi nãy giờ em lên quần lót hút đầu la nhiều, bây giờ em xe cho mấy chị một mã quần lót nè. Dạ ok, em cảm ơn chị Nguyệt Lê nha, áo mặc rất ok, phơn áo mặc lên rất đẹp. Dạ em cảm ơn nha mấy chị đẹp nghe. Mình cứ thử cho em miếng một cái niềm tin vào giùm em, cho em miếng là gọi như là 20 niềm tin vào, em trao cho mấy chị 100% chất lượng nha mấy chị đẹp nghe. Cho em miếng thử 20% để mình đặt thử một đơn hàng bên em cho mấy chị 100% về chất lượng. Ok cho mấy chị thử trải nghiệm sản phẩm bên Tâm Phúc nhà em thử một lần nha mấy chị nha. Cái thương hiệu logo độc quyền bên nhà em luôn giùm em nha mấy chị. Hàng này em không có độc quyền logo bên xưởng Tâm Phúc nhà em nha mấy chị yêu ơi. Rồi mấy chị đẹp ơi, cho em miếng một mã quần lót hay miếng xe cho mấy chị. Mã quần lót này, chị đẹp nào thích chốt cho em miếng mã quần lót phố ren, phía sau là cho em một lớp lưới. Lớp lưới của nó mấy chị đẹp ơi, may hai lớp nha. Lớp lưới này bên Yến may hai lớp cho mấy chị nha. Mấy tình yêu mặc lên cảm giác rất là dễ chịu, thông thoáng luôn. Em nói là sự mấy chị ơi, nên mấy chị cứ tập. Mình hình dung mình nên chăm chút cái bản thân mình, chăm chút vào những cái gọi là cái nhỏ nhất mà mấy chị cứ nghĩ nó là bình thường. Nhưng mà em nói là sự cái này mới là quan trọng nè. Thật sự cái này cũng gọi là một cái giữ lửa trong hạnh phúc luôn đó mấy chị. Mình mặc những con quần lót này, thứ nhất là nó êm, thứ hai là mình tránh được cái những gọi giống như là mình cảm giác giống như là, em nói thật sự không phải là để nói hết gọi hết cũng không có đúng, nhưng mà mình mặc cảm giác nó dễ chịu, phía trong có lớp khoáng khuẩn, mình mặc nó không bị bí bách, đường may nó không có bị giống như là mình mặc nhiều khi mấy chị có phải cảm nhận mình mặc những cái sản phẩm nó giá thị trường nó bán trôi nổi mình mặc bị ngứa mấy chị. Chứ riêng em mua em mặc em bị lần mấy lần em sợ lắm luôn mấy chị ơi.
đi bệnh viện khám tốn không biết bao nhiêu là tiền. Nên nói thật sự không phải riêng mua sản phẩm bên nhà Tâm Phúc nhà em á, chỉ có thể là mình chú tâm vào những cái sản phẩm đồ lót như thế này. Đây là trên cơ thể của mình, phụ nữ mình rất quan trọng nha mấy chị đẹp nghe. Rất quan trọng, em nói thật sự luôn, mình nâng niu mấy chị đẹp ơi. Đây luôn giùm em miếng mấy chị, tiết cái nào cũng được nhưng mà riêng cái này mấy chị nên là chọn lựa cho em một tí xíu. Rồi mã quần lót này cho em miếng mấy chị đẹp ơi, mã này luôn giùm em miếng nha mấy chị. Mã quần lót này em sale cho mấy chị luôn. 99k em sale luôn cho mấy chị còn 59.000. 99k một cái quần lót phối ren cho mấy chị luôn nha. Phía trước phối ren cho em, phía sau cho em may một lớp lưới luôn, co giãn thoải mái. Em nói thật sự cái độ co giãn của bên quần lót nhà em là bao cho mấy chị luôn. Em cầm em kéo nhiệt tình luôn. Em kéo em dùng sức luôn chứ em phải là em kéo xương xương thôi nha mấy chị ơi. Co giãn thoải mái luôn nha. Đây là cái chất liệu nó, chất liệu ren. Ren lưới mà đã co giãn như vậy rồi chứ đừng nói cô tông nha mấy chị. Cô tông là khỏi bàn luôn á. Rồi chị đẹp nào lấy chốt cho em miếng con mã này A776 luôn giùm em, Q776. 99.000 em chốt luôn cho mấy chị 59k. Mua hàng chỉ cần chốt đúng mã cho em miếng là được rồi. Q776 luôn giùm em, 99.000 em giảm luôn 59k. Rồi A lấy chốt luôn giùm em miếng nha mấy chị đẹp ơi. Q776 luôn giùm em, 99k em giảm luôn cho mấy chị còn 59.000 nha mấy chị đẹp nha. Ai lái chốt luôn giùm em miếng mấy chị, Q776 99k em giảm luôn cho mấy chị còn 59.000. Q7776 luôn giùm em, tình yêu rồi lái chốt luôn giùm em miếng con mã này nha mấy chị đẹp nghe. 99k em giảm hẳn luôn còn có 59.000 mấy chị yêu ơi. Chị đẹp nào lái chốt luôn giùm em miếng con mã này luôn giùm em, Q776 luôn giùm em, 99k em giảm còn 59.000. Rồi cho em miếng một mẫu bờ ra này, mẫu bờ ra này là dễ bận nhất này mấy chị. Cái này em có mặt A86 đúng không? Mẫu bra này hồi sáng có quay clip em mặc luôn mấy chị đẹp ơi. Mặc em lắm nha mấy chế bra. Bra quay ngang luôn giùm em. Rồi chị đẹp nào thích mã quần lót hồi nãy mấy chị chốt luôn giùm em 59.000 em sale cho mấy chị 99k còn 59k luôn giùm em miếng nha. Ai lấy chốt luôn giùm em miếng là mã Q 776 luôn giùm em miếng nha mấy chị. Rồi lên cho mấy chị con mẫu bra A86. Mẫu bờ ra luôn giùm em A86 2 trong 1. Thứ nhất mấy chị mặc như một cái áo ngực bình thường cho em miếng bình thường không vấn đề gì hết. Nhưng mấy chị đẹp ngang mình mặc như một cái áo ngực bình thường cho em miếng cũng được nha mấy chị. Đây luôn giùm em, ở trong của nó là sẽ làm cho mấy chị một cái lớp lưới nè. Đây mặc lên nhìn sexy girl lắm. Qua mẫu này em rất ưng ý luôn nha mấy chị nha. Chất của nó chất ren mềm cho em, ren co giãn ren mềm cho em miếng luôn nha mấy chị ơi. Nhìn nè, ghiền lắm mấy chị ơi, ghiền lắm nha mấy chị. Đây luôn giùm em miếng mấy chị ơi, ai lấy chốt luôn giùm miếng con mã này giùm em miếng là mã A86 luôn giùm em. Mút ở phía trong của nó rơi tầm khoảng 3 tới 4. Con chị nào thích bờ ra kiểu như thế này, mấy chị mặc cho em miếng đơn giản mặc như vậy thôi nè mấy chị. Mấy chị đi biển cũng được luôn á. Mình mặc vô mình gỡ cái dây này ra cho em cũng được nha. Mình sẽ mặc thành một cái bờ ra ngang, còn không thì mình mặc vô cho em miếng thêm một cái dây bình thường như một cái áo ngực. Nó sẽ che được khuyết điểm này cho mình. Vì sao mấy chị nó làm ngang mà quay ngang cho em nha. Rồi chị nào lại chốt cho em miếng là mã A86 luôn giùm em. Cái này nâng ngực nha mấy chị ơi, nâng ngực cực kỳ luôn nha. Đó mút của nó rơi tầm khoảng 3 tới 4 phân luôn giùm em nghe. Co giãn thoải mái, chất ren mặc rất êm giùm em nha. Chị nào lại chốt cho em miếng là mã A86 luôn giùm em, A86 luôn giùm em miếng mấy chị ơi. 320 em sale cho mấy chị còn 192.000. Rồi chị đẹp nào lại chốt luôn giùm em miếng nha mấy chị nha. Rồi em miếng xuống lo nha mấy chị nha. Mã này mã cuối cùng, chị đẹp nào mình thích mã nào từ đầu like tới giờ thì mình chỉ có thể coi lại like luôn giùm em. Mình chốt cái miếng đúng mã luôn giùm em miếng nha. Mã này cho em miếng là mã A86, mã này rất đẹp nha mấy chị. A86 luôn giùm em nha mấy chị ơi. 320.000 em sale luôn cho mấy chị còn 192.000. Đây luôn nha mấy chị, chị nào lại chốt luôn giùm em miếng là mã A86. 320 em sale luôn cho mấy chị còn 192.000 luôn giùm em. Chế yêu nào lại chốt luôn liền giùm em miếng con mã này A86 luôn giùm em. Mặt này rất êm, có hai màu, màu da và màu rờ màu đen luôn giùm em. Cho em thêm một, cho em một thêm một mẫu quần lót rồi em xuống lên. Cho em thêm một mẫu quần lót rồi để chị quần lót. A86 luôn nha mấy chị yêu, đưa em quần lót đen cũng được chị. Quần nét đen. Rồi quần lót đen này luôn giùm em. Hàng bestseller bên nhà em cao cấp nhất nhưng mà hôm nay sale sốc luôn cho mấy chị. Giá này mấy chị mua ngoài thị trường có thể rơi tầm 200.000 một con quần lót. Hàng siêu phẩm nha mấy chị đẹp nha. Con này con siêu phẩm bên nhà em á. Em lên thêm một cái mã quần lót cái này size bự á chị. Rồi size. Cái này có size nha mấy chị nha. Từ 40. Bữa này là big size có luôn. 40 cho tới 7-80kg có luôn. 80kg luôn. 90kg có hàng luôn nha mấy chị yêu nha.
chị đẹp nào, cái này của nó là phơm của nó sẽ phơm ngay kia được khuyết điểm của mình nha. Size 5X size 5X được, trời ơi mấy chị ơi, em nói em test, em test cái độ co giãn của nó mấy chị ơi, em đã nói luôn, quần lót mà mặc mà cầm lên mà kéo cỡ này là mấy chị biết là mấy chị mặc lên cơ thể mà nó cỡ nào, là mấy chị nó ôm mà nó đanh cỡ này mấy chị đẹp ha. Rồi mã này cho em mã quần lót rất xịn sò, mấy chị nhìn em làm này. Ui là trời, em kéo em dùng sức luôn á mấy chị đẹp, em kéo em dùng sức luôn nha mấy chị nha, co giãn cho miếng 4 chiều luôn tay. Ai luôn dùm em, miếng chị nào thích con mã quần lót xịn sò này, che được khuyết điểm luôn dùm em nha. Ai lấy chốt luôn dùm miếng con mã này luôn dùm em. Mã Q777 luôn dùm em. Giá của nó là 130.000, em sale luôn cho mấy chị còn 78k. Q777 luôn dùm em nha mấy chị ơi, 130 em sale luôn còn 78.000. Q777 luôn dùm em nha mấy chị đẹp. Em sale luôn cho mấy chị còn 78.000 luôn dùm em, trải nghiệm sản phẩm chất đẹp mấy chị ơi, em cầm em kéo nhiệt tình luôn. Nó co giãn thoải mái luôn nha, mấy chị giặt, mấy giặt chất của cái sau nó mềm lắm. Cầm lên nó mướt mùng mượt, nó mượt cái tay của mình luôn nha mấy chị đẹp. Rồi. Ok, em cảm ơn chị Đào Nguyễn. Đây em có 3 màu. Màu này cho em là màu đen. Màu hồi nãy em mới lan là màu da và màu rút nha mấy chị ơi, xịn lắm. Chị nào lấy mã này chốt cho em miếng là mã Q777 luôn giùm em nha. 130 em nhãn luôn còn có 78.000. Cảm nhận về cho em miếng cái sản lượng, cái chất lượng này xịn lắm. Cảm nhận về cho em miếng cái mã này đi mấy chị ơi, nó xịn lắm nha mấy chị đẹp, ngang cầm trên tay nó mướt lắm nha mấy chế. Rồi mã Q77 luôn giùm em 300 alo. Em sorry mấy chị, 130.000 em giảm luôn còn 78.000. Hàng này đi ra mấy ngoài son, mấy ngoài siêu thị nó bán trăm mấy cái quần á mấy chị đẹp ơi. Trăm mấy mà em không biết cái hàng này là xương xương ở trong siêu thị 150, 160 bình thường đó mấy chị. Bây giờ mấy chị mua bên em miếng bằng nửa giá luôn. 78.000 cho em miếng trải nghiệm hàng cao cấp giùm em, hàng cao cấp mà giá rẻ nha mấy chị đẹp nha. Đó, chứ không phải là hàng giá rẻ mà hàng bờ kia thì nó bình thường rồi. Còn này là hàng cao cấp giá rẻ nha mấy chị. Rồi, cho em miếng mã này luôn là mã Q777 luôn giùm em. Rồi 130 sale 78.000 nha mấy chị đẹp nghe. Rồi em miếng xuống like. Mấy chị nào cần tư vấn gì có thể là coi lại trang bay, trên trang bay miếng sẽ có đăng những cái hình ảnh luôn. Nhiều chị không có thời gian coi like, hoặc mấy chị coi lại like của em miếng muốn chốt mã nào. Mấy chị cứ comment đúng cái mã miếng đọc, kèm size, kèm số điện thoại là quan trọng nhất để bên em miếng là đơn hàng cho mấy chị nha. Rồi bye bye mấy chị, chúc mấy chị yêu của em miếng ngủ ngon nha. Hẹn mấy chị vào một like của ngày mai lên tiếp theo khoảng 7:30, khoảng 7 giờ tới 7:30 miếng sẽ like nha mấy chị đẹp nghe. Rồi bye bye mấy chị, em cảm ơn mấy chị đã coi like của em nha.